Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 861, ám dạ tinh linh bị chinh phục. Mới vậy mà đã 8 ngày rồi sao? Hạ Thiên thưởng thức tư thái của Ngải Vi Nhi không chút kiêng nể, sau khi hắn liên tục cày cấy thì vợ sư tỷ xinh đẹp này ngày càng mê người. Tuy lúc đầu nàng có vẻ không tình nguyện, có chút sụt rè trên giường, nhưng không lâu sau nàng đã hoàn toàn buông lỏng để hắn hưởng thụ được một phong vị khác biệt. Sự nhiệt tình của nàng, thân thể bạo lực và mềm dẻo đều làm hắn trầm mê. Nói nhảm, cậu không biết thời gian sao? Ngải Vi Nhi tức giận nói, tuy nàng ở trên giường 7 ngày 8 đêm với Hạ Thiên nhưng vẫn không có chút dịu dàng. Hạ Thiên đưa tay lên nhìn đồng hồ, trên mặt có chút biểu cảm hiểu ra sự việc, hắn khẽ gật đầu. Thật sự đến ngày thứ 8 rồi, ở cùng vợ sư tỷ xinh đẹp thời gian qua quá nhanh. Này, cậu có thể đổi cách xưng hô được không? Cái gì mà vợ sư tỷ xinh đẹp? Ngải Vi Nhi bất mãn nói. Xưng hô thế nào? Hạ Thiên hỏi, hắn cảm thấy gọi là vợ sư tỷ xinh đẹp mới tốt, rất cá tính. Cậu có thể gọi tôi là Vi Nhi. Ngải Vi Nhi nói. Được, vợ Vi Nhi. Hạ Thiên đồng ý. Ngải Vi Nhi có chút tức giận. Đừng thêm chữ vợ, tôi không phải là vợ cậu. Đét. Hạ Thiên vỗ mông Ngải Vi Nhi. Vợ Vi Nhi, nếu tiếp tục nói lung tung, tôi sẽ cho chị 7 ngày sau không thể xuống giường, gần đây tôi nói là làm. Cậu, Ngải Vi Nhi có chút xấu hổ. Lúc đó cậu nói trong điện thoại là 3 ngày, bây giờ là 7 ngày, vậy mà nói là làm sao? Đúng vậy, tôi định chuẩn bị 3 ngày, ai bảo vợ Vi Nhi dám cúp điện thoại, cần phải trừng phạt, vì vậy đổi thành 7 ngày. Hạ Thiên có lý do 10 phần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu vợ Vi Nhi còn nói lung tung, 7 ngày sẽ là nửa tháng, hoặc là một tháng. Lần này Ngải Vi Nhi đã thật sự sợ hãi, kinh nghiệm 7 ngày vừa qua làm nàng ý thức được lưu manh này hoàn toàn có thể chiến thắng. Thực tế 7 ngày 8 đêm qua Ngải Vi Nhi thật sự rất mệt, nhưng đó cũng không phải là cơn ác mộng với nàng. Lúc bắt đầu nàng còn có chút kháng cự, nhưng lưu manh hùng mạnh kia lại giống như quen thuộc cơ thể nàng, hình như chỗ nào mẫn cảm nhất đều bị hắn ra tay. Dưới thủ đoạn của hắn, chỉ sau nửa giờ thì khát vọng nguyên thủy của nàng đã bùng phát, nàng không khỏi chủ động phối hợp với hắn. Ngải Vi Nhi chợt chính thức dung hợp với Hạ Thiên cùng một chỗ mà không hiểu rõ nguyên nhân. Ngải Vi Nhi phát hiện mình cũng không kháng cự với lưu manh này, sau đó 7 ngày 8 đêm nàng hầu như là một chiếc thuyền nhỏ liên tục bập bềnh trong sóng nước. Hạ Thiên là người khống chế con thuyền, hắn điều khiển để con thuyền đi qua sóng gió với đủ mọi loại tư thế. Cảm giác khoái cảm hầu như đã hoàn toàn thôn phệ Ngải Vi Nhi. Nhiều lần nàng giật mình vì quên hết tất cả trong cuồng hoan, quên mình là một sát thủ, quên đi những gì cần làm, thậm chí còn quên cả mẹ mình. Cảm giác khoái cảm kia hình như sơi tái nghị lực của nàng, trong vài giờ nàng nghênh đón sự tấn công của hắn, trong lòng luôn bùng lên một ý nghĩ rời khỏi giới sát thủ, cứ ở trên giường với hắn như vậy vượt qua tất cả thời gian. Một người phụ nữ hùng mạnh sẽ luôn bị đàn ông hùng mạnh chinh phục, đây là lời mà Isabella từng nói. Tuy Ngải Vi Nhi là huấn luyện viên của Isabella, nhưng thực tế thì tuổi của nàng nhỏ hơn Isabella, kinh nghiệm cuộc sống cũng ít hơn. Nếu không phải vì kỹ thuật chiến đấu vượt trội thì Ngải Vi Nhi khó thể có gì hơn Isabella. Lúc này Ngải Vi Nhi đã tin lời Isabella, nàng đã theo gót Isabella, bị đối phương chinh phục trên giường. Điều này làm trong lòng Ngải Vi Nhi sinh ra cảm giác khó thể tiếp nhận, vì vậy nàng luôn cảm thấy vướng mắc, nàng cảm thấy đàn ông chinh phục phụ nữ phải là cảm tình mà không phải thủ đoạn này. Hơn nữa nàng cảm thấy mình không phải là một phụ nữ bình thường, nàng vốn là một người phụ nữ không cần đàn ông, vì sao lại bị Hạ Thiên chinh phục như vậy? Có lẽ vì mình và hắn có quan hệ khác biệt. Ngải Vi Nhi cố tìm cho mình một lý do, dù sao Hạ Thiên cũng là đồ đệ của cha ruột nàng, hơn nữa hắn còn cứu mạng nàng. Tôi muốn đi tìm Isabella. Ngải Vi Nhi không muốn làm Hạ Thiên mất hứng, nhưng nàng thật sự muốn ra ngoài hít thở không khí. Suốt 7 ngày 8 đêm nàng không ra khỏi cửa, mà Hạ Thiên này ít nhất cũng đã ra vài lần. Tất nhiên Hạ Thiên mỗi lần đi ra đều mang thức ăn quay về, nếu không nàng làm gì có thể lực để quấn lấy hắn. Vợ Vi Nhi, đợi lát nữa đã. Hạ Thiên nhảy dựng lên khỏi giường, hắn tìm ngân châm, sau đó nói. Thừa dịp chị không mặc quần áo, tôi tẩy tủy cải tạo cơ thể cho chị. Ngải Vi Nhi nghe nói như vậy thì thầm mắng một câu, lưu manh này cuối cùng cũng cải tạo cho nàng. 180 giờ nàng vất vả, bây giờ mới có hồi báo. Dù ở trên biển nhưng thi triển nghịch thiên đệ tứ châm vẫn rất thuận lợi, không có phiền phức gì, cũng như ngày thường. Sau một giờ thì xong,
Sau đó Hạ Thiên ôm Ngải Vi Nhi vào phòng tắm, cuối cùng chuẩn bị dạy nàng nội công tâm pháp. Không cần dạy, tôi biết rồi. Ngải Vi Nhi mở miệng nói. Nhanh vậy sao? Hạ Thiên ngây người. Vợ Vi Nhi, chị hình như còn thông minh hơn cả vợ Tiểu Yêu Tinh, vì Tiểu Yêu Tinh muốn học phải mất nửa giờ. Ngốc quá, tôi đã học trước rồi. Ngải Vi Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Isabella đã dạy tôi, nhưng tôi luyện qua mà chẳng hiệu quả. À, vợ Vi Nhi, nếu bình thường phải luyện nhiều năm mới có tác dụng. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu. Ngải Vi Nhi cuối cùng cũng mặc quần áo, sau đó nàng nói. Tôi muốn tìm Isabella, trước tiên cậu cứ đi chơi, tôi tạm thời không thể xuất hiện với cậu. Vì sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tóm lại là không được. Ngải Vi Nhi không giải thích, nàng kéo cửa đi ra. Hạ Thiên cũng không đuổi theo, hắn không sợ Ngải Vi Nhi chạy trốn, hắn cũng muốn ra hít thở không khí. Vài phút sau Hạ Thiên ra khỏi phòng, hắn chợt nghe thấy một âm thanh. Cậu Hạ, thì ra cậu ở đây, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu. Chương 862, tôi chỉ động chân mà thôi. Hạ Thiên cũng không quen biết vài người trên du thuyền, nhưng chính thức gọi tên hắn thì chỉ có một, đó là Ôn Sĩ Luân. Vẻ mặt Ôn Sĩ Luân vốn rất lo lắng, sau khi thấy Hạ Thiên thì tinh thần chấn động, có vẻ hết sức mừng rỡ, đồng thời cũng thở dài một hơi. Anh tìm tôi làm gì vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Ôn Sĩ Luân, hắn không có hứng thú với đàn ông. Cậu Hạ, không phải tôi tìm cậu, là công chúa Sama đã tìm cậu vài ngày nay rồi. Ôn Sĩ Luân lộ ra nụ cười khổ, hắn cho rằng ngày hôm sau Hạ Thiên sẽ đến tìm công chúa Sama, nào ngờ một tuần mất biệt. Công chúa Sama lại cho rằng Ôn Sĩ Luân quen thuộc Hạ Thiên, vì vậy mới nhiều lần phái người đến tìm hắn. Ôn Sĩ Luân cảm thấy có mối quan hệ như vậy với công chúa Sama thì rất tốt, nhưng khi hắn căn bản không tìm ra Hạ Thiên thì biết chẳng tốt đẹp gì. Nếu hắn chọc công chúa Sama nổi giận, như vậy sẽ bị ném vào biển cả cho cá mập ăn. Này, anh nói rõ cho cô ấy biết, đợi đến khi cô ấy học được tiếng Trung rồi hãy đến tìm tôi nghe chẳng hiểu cô ta nói gì, nếu ở cùng nhau cũng chẳng biết làm gì. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt Ôn Sĩ Luân. Ôn Sĩ Luân đáng thương chưa kịp vui mừng được 2 phút thì lại buồn bực, lời này sao có thể nói với công chúa Sama cho được. Ôn Sĩ Luân cũng không nghĩ ra, trước đó không phải Hạ Thiên muốn công chúa Sama sao. Hơn nữa hai bên còn hôn nhau, nụ hôn đầu đời của công chúa Sama bị Hạ Thiên cướp đi, coi như cưa đứt nàng. Nếu là người đàn ông khác mà tán được cô công chúa xinh đẹp này sẽ hận không thể ở cùng một chỗ với nàng, nhưng Hạ Thiên một tuần lễ không quan tâm, chẳng lẽ đây là chiêu lạt mềm buộc chặt. Ôn Sĩ Luân nghĩ vậy mà không khỏi cảm khái, hèn gì tiểu tử kia có thể tán đổ công chúa Sama, xem ra kỹ thuật tán gái quá cao. Đáng tiếc là Ôn Sĩ Luân lại hiểu lầm Hạ Thiên thật sự không chơi chiêu lạt mềm buộc chặt gì cả, bây giờ hắn không có quá nhiều hứng thú với công chúa Sama. Chẳng qua cũng vì Ngải Vi Nhi và Isabella đều có mặt trên thuyền. Có hai cô vợ xinh đẹp này thì hắn không cần phải liên hệ với công chúa Sama làm gì cho mệt, tất nhiên hắn cũng không có lực hấp dẫn lớn như vậy. Hạ Thiên lại đi ra bong thuyền, nhưng bây giờ là buổi sáng, bong thuyền có 7-8 người, rõ ràng đây là những người thích ngắm biển. Ban ngày xem ra càng đẹp. Hạ Thiên thì thào nói, xem ra cần phải đưa thần tiên tỷ tỷ ra biển chơi đùa, trước nay nàng chưa từng kể cho hắn về chuyện biển cả. Rõ ràng là chưa được ngắm biển bao giờ. Tôi biết rõ cậu là ai. Sau lưng vang lên một âm thanh, hơn nữa Hạ Thiên lại nghe và hiểu được. Hạ Thiên quay đầu lại nhìn, hắn thấy tên đàn ông người Hoa hôm trước cùng đánh bạc và người đẹp ngực lớn mặc bikini. Lúc này cô nàng còn ở bên cạnh tên đàn ông kia và không mặc bikini, nguyên nhân rất đơn giản, bong thuyền này gió lớn, nhiệt độ không cao, mặc bikini thì làm mồi cho lạnh. Nhưng Hạ Thiên cũng không có hứng thú với người này. Hắn cũng không có hứng thú với người đẹp bikini kia, vì vậy hắn vẫn quay đầu về phía trước, mặc kệ tên đàn ông người Hoa. Cậu có biết khi vừa lên thuyền, thư ký của tôi trong nước vẫn luôn gom những tin tức quan trọng để gửi đến cho tôi, nhưng khi đó tôi mắc tham gia đánh bài, cũng không có hứng thú xem qua bản tin. Tên đàn ông người Hoa tiếp tục nói. Nhưng sáng hôm sau tôi đã đọc qua, cậu biết tôi thấy trên bản tin là ai không? Đừng làm phiền tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông người Hoa. Cậu là Hạ Thiên phải không? Cậu giết người ở Canada, sau đó chạy sang Mỹ, muốn dùng du thuyền này để về nước, đúng không? Tên đàn ông vẫn tiếp tục. Nể mặt đều là đồng bào, tôi không tiết lộ thân phận của cậu,
nhưng cậu phải giúp tôi làm một chuyện. Thằng ngu! Hạ Thiên không quay đầu lại, hắn vẫn lo ngắm cảnh biển. Tôi khuyên cậu nên biết hợp tác một chút, nếu không tôi sẽ bộc lộ thân phận của cậu cho hoàng tử Bai Di, cậu cũng đừng hòng ở lại trên du thuyền này, cậu cũng đừng hòng theo đuổi công chúa Sama. Trong giọng nói của tên đàn ông người Hoa rõ ràng có hương vị uy hiếp. Tuy chúng ta cùng là đồng bào, nhưng vài ngày qua tôi thua quá thảm, cậu rất may mắn, nhất định có thể thắng tiền đem về, vì vậy tôi chỉ cần thắng 100 triệu đô la là được. Thằng ngu ông muốn uy hiếp tôi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn tên đàn ông người Hoa, đến bây giờ hắn còn chưa đánh người vì tâm tính là rất tốt, cuối cùng hắn cũng thuận lợi biến Ngải Vi Nhi thành vợ, hơn nữa còn làm việc 7 ngày 8 đêm, vì thế mà tâm sinh lý đều được thỏa mãn, vì thế mà trở nên kiên nhẫn hơn. Đúng vậy, tôi uy hiếp cậu. Tên đàn ông người Hoa hừ nhẹ một tiếng. Cậu không cần quan tâm nơi đây có người, bọn họ nghe không hiểu tiếng Trung, cậu cũng đừng hy vọng có ai đó giúp được cậu. Này, thằng ngu, muốn xuống bơi lội không? Hạ Thiên xoay người nhìn chằm chằm vào tên đàn ông người Hoa. Hạ Thiên, cậu nên khách khí với tôi một chút, cậu giúp tôi kiếm tiền, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, chúng ta cùng bình an vô sự. Nếu không, tôi cùng lắm thì mất đi chút tiền, mà cậu thì ngồi chồm hổm trong nhà giam. Đừng tưởng rằng nơi đây là trên biển, chỉ cần hoàng tử Bai Di báo cảnh sát, sẽ có người đến bắt cậu ngay. Tên đàn ông người Hoa dùng ánh mắt căm tức nhìn Esti, hương vị uy hiếp ngày càng rõ. Ông tên gì? Hạ Thiên đột nhiên hỏi một câu, đến bây giờ hắn vẫn chưa biết tên đối phương. Tôi là Trì Nhân Phong, có biệt hiệu là, gió ăn thịt người. Tên đàn ông người Hoa nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên rồi chậm rãi nói. Nếu cậu không hợp tác, đừng trách tôi độc ác. Quái lạ, người như ông phải có một chữ ngu vào trong tên mới đúng. Hạ Thiên ra vẻ bừng tỉnh, sau đó hắn đứng lên. Này, ngu ngốc, ông muốn tự nhảy xuống biển bơi, hay muốn tôi ném xuống cho cá ăn? Mày uy hiếp tao sao? Trì Nhân Phong cười lạnh. Đừng quên bên cạnh tao có rất nhiều người, mày dám ra tay thì tự tìm đường chết. Tôi không ra tay. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn tung đá. Tôi chỉ ra chân. Trì Nhân Phong không đề phòng, hắn không ngờ Hạ Thiên dám đánh mình, tất nhiên dù hắn có đề phòng cũng chẳng được gì. Hạ Thiên muốn đánh ai thì khó thể né tránh, vì vậy một đá của hắn trúng ngay người Trì Nhân Phong. Á! Vài tiếng hô kinh hoàng vang lên, Trì Nhân Phong bay khỏi bong tàu rơi xuống biển. Chương 863, lãng mạn không một tiếng động. Cứu, help me! Trì Nhân Phong phát ra tiếng kêu hoảng sợ, sau đó một tiếng tủm vang lên, hắn rơi xuống biển. Nhưng tên này thật sự biết bơi, cũng không bị chìm. Vấn đề là chiếc du thuyền luôn đi về phía trước, vì vậy mà Trì Nhân Phong rơi ra phía sau. Người đẹp ngực bự trước đó đi cùng Trì Nhân Phong chợt phát ra tiếng kêu sợ hãi, nàng nói vài câu gì đó với Hạ Thiên, đám người trên bong cũng nói này nói nọ. Dù sao Hạ Thiên cũng không thể hiểu bọn họ nói gì, vì thế hắn mặc kệ. Vài phút sau đám người chạy sạch, bong thuyền chỉ còn lại một mình Hạ Thiên, điều này làm hắn rất hài lòng. Cuối cùng cũng không còn ai quấy rầy hắn ngắm biển. Nhưng một lúc sau Hạ Thiên phát hiện du thuyền đi chậm lại, sau đó cơ bản là dừng lại. Hầu như đúng lúc này có rất nhiều tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng hắn. Sau lưng vang lên nhiều tiếng hô lớn, vẫn là những tiếng mà Hạ Thiên nghe không hiểu, hắn xoay người rất bất mãn. Này, nói gì vậy? Nếu tiếp tục lắm mồm thì tôi sẽ ném xuống. Đây là một đám đàn ông mặc tây trang, trên tay còn cầm súng. Đáng lý ai cũng chĩa súng lên người Hạ Thiên, nhưng sau khi hắn quay đầu thì đám người chợt ngẩn ngơ, sau đó hạ súng xuống. Một người trong nhóm nói gì đó, sau đó có một người chạy đi, hai phút sau một thiếu nữ mặc váy dài cực kỳ xinh đẹp xuất hiện trên bong thuyền. Thiếu nữ tuyệt sắc này không phải là ai khác mà chính là công chúa Sama, đám đàn ông mặc tây trang chính là tùy tùng của hoàng tử Bai Di. Tất nhiên bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ an toàn trên du thuyền, vừa rồi bọn họ nhận được thông báo. Có kẻ ném một người xuống biển, vì vậy mới lập tức chạy đến. Nào ngờ bọn họ phát hiện ra kẻ đang ngồi ở bong thuyền chính là người mà vài ngày trước mình liên tục tìm kiếm, vì thế mà bọn họ tranh thủ gọi công chúa Sama. Khi thấy Hạ Thiên thì công chúa Sama rất vui, nàng nói một câu gì đó, sau đó chạy về phía hắn. Rõ ràng, Hạ Thiên tuy không dùng chiêu lạt mềm buộc chặt nhưng biến mất vài ngày thì vẫn tạo nên hiệu quả lớn, công chúa Sama một tuần không gặp đã trực tiếp nhào lên người hắn. Tuy nói bây giờ Hạ Thiên có Ngải Vi Nhi và Isabella, hắn lại không có hứng thú quá lớn với một công chúa Sama nói chả hiểu gì,
nhưng công chúa Sama nhớ đến hắn, tất nhiên hắn sẽ không từ chối. Vì vậy hắn thuận tay ôm lấy nàng, sau đó đặt nàng ngồi lên người mình rồi chỉ về biển rộng. Anh đang ngắm biển. Công chúa Sama không hiểu những gì Hạ Thiên đang nói, nhưng nàng hiểu động tác của hắn, vì vậy nàng ngồi trên người Hạ Thiên và nhìn về phía mặt biển xanh lam trước mắt, gương mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười ngọt ngào, hình như càng thêm xinh đẹp. Đám tùy tùng đứng sau bong, bọn họ vốn chạy đến bắt Hạ Thiên, nhưng bây giờ lại giống như vệ sĩ cho hắn, vì nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ cho công chúa Sama. Trạng thái này rằng có hơn nửa giờ, mãi đến lúc có mấy người xuất hiện ở bong tàu, mà trong đó có hai người mà Hạ Thiên biết mặt, đó là Hoàng tử Bai Di và Ôn Sĩ Luân. Khi thấy Hạ Thiên đang ôm công chúa Sama ngồi ngắm biển cực kỳ lãng mạn thì Ôn Sĩ Luân không biết nói gì, tiểu tử kia rõ ràng đã nói để cho công chúa Sama học được tiếng Trung rồi hãy đến tìm, nhưng bây giờ người ta còn chưa học được, vậy mà vẫn còn hâm nóng tình cảm sao? Đúng lúc này Hoàng tử Bai Di nói một câu, Ôn Sĩ Luân nghe thì vẻ mặt biến đổi, lúc này hắn mới biết có sự việc không đúng, xem ra Hạ Thiên đã làm lớn chuyện. Cậu Hạ, Hoàng tử Bai Di hỏi cậu có phải đã ném một người tên là Trì Nhân Phong xuống thuyền? Ôn Sĩ Luân đến bên cạnh Hạ Thiên rồi cẩn thận hỏi. Đúng vậy, tên ngốc kia đến uy hiếp tôi, tất nhiên tôi sẽ ném hắn xuống cho cá ăn. Hạ Thiên sảng khoái thừa nhận. Ôn Sĩ Luân phiên dịch chi tiết những lời này cho Hoàng tử Bai Di. Đến khi Hoàng tử Bai Di đáp lời thì hắn lại phát huy công năng phiên dịch. Cậu Hạ, Hoàng tử Bai Di muốn biết vì sao Trì Nhân Phong phải uy hiếp cậu. Tên ngốc kia thua nhiều tiền, muốn tôi giúp hắn thắng chút tiền. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Tôi không có tâm tình đi giúp hắn. Sau khi Ôn Sĩ Luân thuật lại những lời này thì vẻ mặt Hoàng tử Bai Di có chút khó coi, hắn nói một câu rồi xoay người bỏ đi. Cậu Hạ, cậu đừng lo, có lẽ không có gì, tôi đi trước. Cậu cứ ở lại với công chúa Sama đi. Ôn Sĩ Luân nhanh chóng nói một câu rồi rời khỏi bong tàu, cuối cùng chỉ để lại hai vệ sĩ, những người khác đều đi theo Hoàng tử Bai Di. 10 phút sau du thuyền tiếp tục đi về phía trước, Hạ Thiên và công chúa Sama bắt đầu tình cảnh lãng mạn không một tiếng động. Đúng lúc này cổ tay Hạ Thiên chấn động, hắn đưa tay lên xem, thì ra là Mộc Hàm liên lạc cho hắn. Chồng, bên cậu không có gì xảy ra đấy chứ? Mộc Hàm vội vàng hỏi. Không có gì. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, sao chị lại hỏi như vậy? Chồng, trước nay tôi luôn định vị vị trí của cậu, những ngày trước du thuyền đều đi rất nhanh, chưa từng dừng lại. Nhưng vừa rồi du thuyền dừng lại hơn nửa giờ, hơn nữa bên cạnh cũng không có lục địa nào, điều này không bình thường, vì vậy tôi muốn hỏi cậu xem thế nào. Mộc Hàm giải thích một câu, rõ ràng nàng luôn chú ý đến tình huống của Hạ Thiên. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi nói thêm. Đúng rồi, chồng, tôi đã về nước an toàn, đã thông báo cho Kiều Tiểu Kiều ở thành phố Giang Hải, mọi người vẫn khỏe, cậu không cần lo. Vừa rồi thuyền dừng lại vì tôi đá một tên ngu ngốc xuống biển. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tên ngu ngốc kia biết tôi, còn nói tôi đã giết người, uy hiếp tôi phải kiếm tiền cho hắn, vì vậy tôi ném hắn xuống biển. Sao? Mộc Hàm chợt sững sờ. Có người thấy à? Thấy, có rất nhiều người thấy. Hạ Thiên không quan tâm. Nhưng vợ đừng lo, nếu hắn dám đến làm phiền, tôi sẽ ném hắn xuống biển. Chồng, Hoàng tử Bai Di biết chuyện này không? Mộc Hàm trầm mặc một lúc lâu không nói gì, cuối cùng nàng mới hỏi. Biết, vừa rồi hắn còn đến tìm tôi. Hạ Thiên trả lời. Hắn nói thế nào? Mộc Hàm truy vấn. Cũng không nói gì. Hạ Thiên suy nghĩ. Chỉ hỏi vài câu rồi đi. Công chúa Sama đâu? Mộc Hàm lại hỏi, cô ấy sao, đang ở bên cạnh tôi. Hạ Thiên vẫn không giấu, hắn nhìn công chúa Sama, lại phát hiện nàng đang dùng ánh mắt tò mò nhìn đồng hồ của mình. Chương 864, buổi tối đến tìm chúng tôi. Chồng, vậy cậu cẩn thận một chút, nếu gặp phải phiền toái thì nhớ liên lạc với tôi nhất định sẽ có biện pháp giúp đỡ cậu. Mộc Hàm nghe nói Hạ Thiên đang ngồi cùng công chúa Sama thì yên tâm hơn rất nhiều. Du thuyền kia dù sao cũng là tài sản tư nhân của Hoàng tử Bai Di, tất cả nhân viên trên thuyền đều là người của Hoàng tử Bai Di, chỉ cần công chúa Sama ngồi cùng với Hạ Thiên, tất nhiên Hạ Thiên sẽ chẳng có phiền phức gì. Vợ yên tâm, tôi không có phiền toái gì. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn nghĩ đến một chuyện và bổ sung một câu. Đúng rồi, chị Isabella và vợ Vi Nhi đều ở trên tàu. Ngài Vi Nhi sao? Mộc Hàm có hơi sững sờ, sau đó nàng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, chính là chị ấy.
Hạ Thiên cho ra câu trả lời thuyết phục. Mộc Hàm nghe nói Isabella có trên thuyền thì càng thêm an tâm, Isabella thân là sát thủ chuyên nghiệp, tất nhiên khi gặp nguy hiểm sẽ có kinh nghiệm hơn Hạ Thiên, có nàng ở bên cạnh sẽ chẳng xảy ra chuyện gì. Mộc Hàm lại hỏi thăm một số tình huống của Hạ Thiên, sau đó kết thúc cuộc gọi. Công chúa Sama chỉ vào đồng hồ rồi nói một câu, đáng tiếc là Hạ Thiên nghe không hiểu, vì vậy hắn cũng không quan tâm đến nàng. Vì thế mà nàng liên tục nói và khoa tay múa chân, đáng tiếc là Hạ Thiên vẫn không hiểu, kết quả cuối cùng là chẳng hiểu gì. Âm thanh của công chúa Sama rất dễ nghe, động tác khoa chân múa tay cũng rất duyên dáng. Cũng chẳng biết nàng có thường xuyên khiêu vũ hay không mà động tác rất mềm mại, đến khi Hạ Thiên nghe mãi mà chẳng hiểu Sama nói gì thì trong lòng không nhịn được. Công chúa Sama còn đang định nói gì đó thì đột nhiên không nên lời, cặp môi anh đào nhỏ nhắn của nàng đã bị Hạ Thiên dùng miệng chặn lại. Hắn không muốn để nàng tiếp tục nói chuyện vì vậy dùng phương pháp này để ngăn chặn. Cuối cùng hắn phát hiện một chuyện, đó là ngôn ngữ không thông nhưng vẫn có một vài sự kiện có thể rất ăn ý, ví dụ như hôn môi chẳng hạn. Lần trước Hạ Thiên hôn công chúa Sama thì chỉ lướt qua mà thôi, bây giờ là một nụ hôn dài cả thế kỷ, Sama không có kinh nghiệm bị hắn hôn cho nhũn ra, sau đó chủ động đáp trả. Hạ Thiên thật ra cũng không phải chỉ hôn công chúa Sama, hai bàn tay cũng liên tục lục lọi trên người nàng. Hai tên vệ sĩ ở phía sau thấy tình cảnh như vậy thì quay đầu không dám nhìn thêm, tất nhiên bọn họ cũng đã làm hết phận sự của mình, cả hai chặn cánh cửa ra bong tàu, sáng tạo thế giới cho riêng Hạ Thiên và công chúa Sama. Một lúc lâu sau, khi Hạ Thiên phát hiện công chúa Sama có vẻ như không thở nổi thì mới buông lỏng đôi môi anh đào của nàng. Lúc này toàn thân nàng mềm nhũn, thân thể mềm mại ngã vào lòng Hạ Thiên, gương mặt tuyệt mỹ đỏ ửng, rất kiều diễm ướt át. Nàng không nói gì vì chẳng còn sức lực, nàng chỉ khẽ thở gấp như trải qua một cuộc chiến dữ dội, nếu không phải nàng còn mặc đủ quần áo trên người, sợ rằng người ta nhìn nàng và nghĩ rằng vừa mới trải qua một trận chiến dữ dội trên giường. Hạ Thiên lại tiếp tục ngồi trên bong ngắm cảnh, mà công chúa Sama thì nằm trong lòng hắn nửa giờ mới khôi phục lại như thường. Sau đó vệ sĩ tiến lên nói câu gì đó với nàng, cuối cùng nàng hôn lên mặt Hạ Thiên một cái rồi cùng vệ sĩ bỏ đi. Một người đúng là mất vui. Thôi thì đi tìm vợ Vi Nhi. Hạ Thiên ngồi ngắm cảnh một lúc lâu, hắn thấy đã đến trưa, vì vậy đứng lên đi tìm ngải Vi Nhi. Hạ Thiên đi đến trước cửa gian phòng ngải Vi Nhi, hắn gõ cửa nhưng không ai lên tiếng, hắn nghe ngóng và phát hiện bên trong không có người. Hạ Thiên biết ngải Vi Nhi đi tìm Isabella còn chưa quay lại, nhưng hắn lại không biết Isabella ở phòng nào, nhưng cũng chẳng sao, với khứu giác siêu cường của hắn thì tìm ra ngải Vi Nhi rất dễ dàng. Thực tế chỉ cần ngải Vi Nhi đang nói chuyện với Isabella, hắn có thể dùng tai nghe ra vị trí của nàng. Một phút sau Hạ Thiên gõ cửa một gian phòng khác, cửa mở ra rất nhanh, hắn lập tức thấy được Isabella và ngải Vi Nhi. Chồng nhỏ, vào đi. Isabella thấy Hạ Thiên thì vội vàng kéo vào, nàng nhanh chóng đóng cửa lại, bộ dạng sợ người khác phát hiện ra. Cậu đến đây làm gì? Ngải Vi Nhi có chút mất hứng. Tôi đã nói cậu cứ đi chơi. Đừng xuất hiện cùng lúc với chúng tôi. Một người chơi mất vui. Hạ Thiên tỏ ra rất vô tội, đồng thời có chút mất hứng. Vợ Vi Nhi, vì sao tôi không thể xuất hiện với mọi người? Hai người là vợ tôi, phải cùng xuất hiện mới đúng chứ? Tôi muốn tốt cho cậu. Ngải Vi Nhi tức giận nói. Không biết tốt xấu. Không theo mà còn nói tốt cho tôi. Vợ Vi Nhi, chỉ chú ý kẻo nửa tháng không được rời khỏi giường. Hạ Thiên bất mãn nói. Ngải Vi Nhi không khỏi đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên mà không nói thêm điều gì. Chồng nhỏ, huấn luyện viên thật sự vì tốt cho cậu, chúng tôi đi du thuyền cũng không phải để du lịch, chúng tôi có nhiệm vụ. Isabella ghé sát miệng bên tai Hạ Thiên, giọng điệu của nàng cực kỳ quyến rũ. Chúng tôi đến để giết người, cố chủ đặt vé tàu, đặt phòng tốt, ngay cả súng cũng có người đặt sẵn trên tàu, chúng tôi không cần mang súng theo. Tôi và huấn luyện viên trước nay luôn cố gắng không ở cùng một chỗ, như vậy sẽ không thu hút sự chú ý của mọi người, hơn nữa nếu chúng ta ở cùng một chỗ, nếu có gì xảy ra sẽ gây phiền toái cho cậu. Tôi không sợ phiền toái, nếu ai đến tìm phiền toái tôi sẽ ném hắn xuống biển. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Nhưng, chồng nhỏ, tóm lại cậu cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Isabella có chút bất đắc dĩ, các nàng làm sát thủ thì phải cẩn thận. Như vậy mới có thể sống thêm được một khoảng thời gian. Nhưng tôi đang rất nhàm chán, các người không theo tôi càng chán. Hạ Thiên không muốn đi chơi đùa một mình, vất vả lắm mới tìm được hai bà vợ ở trên tàu. À,
Ban ngày cậu có thể đi một mình, tối đến có thể tìm đến chúng tôi. Isabella nghĩ, sau đó nàng tìm hai thẻ phòng đưa cho Hạ Thiên. Chồng, cậu xem, đây là thẻ phòng của tôi và huấn luyện viên, cậu có thể đến bất cứ lúc nào vào giấc tối. Được rồi. Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý, hai vợ đã đồng ý buổi tối ở cùng hắn, như vậy ban ngày hắn tự đi dông cũng được. Hạ Thiên nhận lấy hai thẻ phòng và bỏ đi dưới sự vây công nũng nịu của Isabella, sau đó nàng đến nhà hàng trên du thuyền, quyết định ăn trước nói sau. Chương 865, xuống dưới là được. Cậu Hạ, trùng hợp vậy sao, đến dùng cơm à? Hạ Thiên lại gặp Ôn Sĩ Luân, người này nhiệt tình chào mời Hạ Thiên. Cậu Hạ, cậu ngồi xuống đây. Lúc này có rất nhiều người ăn cơm trong nhà hàng, dù sao bây giờ cũng là giờ ăn. Ôn Sĩ Luân ngồi ở vị trí gần cửa sổ, hắn vừa ăn vừa ngắm biển, Hạ Thiên cũng nhìn qua, kết quả là không thấy vị trí nào tốt hơn, vì thế đành phải ngồi xuống. Giá vé trên loại du thuyền xa hoa này thường rất mắc, tất nhiên giá mắc cũng có chỗ tốt, ví dụ như ăn cơm hoàn toàn không mất tiền, muốn ăn thứ gì, chỉ cần có trên du thuyền thì đều là miễn phí. Đối với Hạ Thiên thì đây là chuyện tốt, hắn không mang theo bao nhiêu tiền mặt, mấy ngày trước thắng vài trăm triệu đã tặng hết cho, ghẻ, bây giờ nếu thật sự mất tiền thì hắn chẳng thể nào có được một bữa cơm. Ôn Sĩ Luân bây giờ thật sự bội phục Hạ Thiên, hắn đã biết Hạ Thiên thật sự ném tên chỉ nhân phong kia xuống biển. Hơn nữa còn ném trước mặt không ít người, điều này có thể nói là không chút cố kỵ. Nhưng sự thật cuối cùng chứng minh người này thật sự có tư bản để chẳng cần quan tâm điều gì, hoàng tử Bai Di chỉ hỏi vài câu mà chẳng truy cứu chuyện này, xem như chưa từng có gì phát sinh. Tuy Ôn Sĩ Luân không biết hoàng tử Bai Di có ý gì, nhưng hắn thấy điều này nhất định có liên quan đến vấn đề Hạ Thiên cưa đứt công chúa Sama. Hoàng tử Bai Di mua du thuyền xa hoa tiến hành viễn dương cũng vì nguyên nhân sinh nhật lần thứ 16 của em gái. Vì vậy có thể thấy hắn yêu em gái thế nào. Có câu nói yêu ai yêu cả đường đi lối về, Ôn Sĩ Luân cảm thấy dù Hạ Thiên giết người trên du thuyền thì sợ rằng cũng chẳng sao, mà bây giờ chỉ nhân phong bị ném xuống, thực tế đã được cứu về, Ôn Sĩ Luân cho rằng hoàng tử Bai Di sẽ không tìm phiền toái cho Hạ Thiên. Nhưng Ôn Sĩ Luân nhanh chóng hối hận vì ngồi cùng bàn với Hạ Thiên, nguyên nhân rất đơn giản, người này ăn được rất nhiều, hơn nữa lại chẳng yêu nhã. Người khác ăn một phần cơm còn chưa xong nhưng hắn lại ăn 10 phần, hơn nữa bộ dạng còn chưa đủ no, phải đứng lên gọi nhân viên phục vụ đưa thêm một phần đến. Nhân viên phục vụ rất bình tĩnh, dù sao hắn cũng chỉ có nhiệm vụ đưa cơm, dù là một người 10 phần hay một phần 10 người cũng chẳng khác gì nhau, ăn cũng chẳng phải trả tiền, chẳng sao cả. Nhưng đám du khách trong nhà hàng lại không bình tĩnh, không ít người đang ăn cơm tây cực kỳ yêu nhã và nói chuyện tâm tình với bạn gái. Bọn họ tìm sự lãng mạn dưới bầu không khí yêu nhã của nhà hàng. Nhưng khốn nổi tất cả bị Hạ Thiên phá hoại, trong lòng ai cũng thấy khó chịu. Có vài chục ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, một số người còn nhỏ to nghị luận, còn có kẻ chỉ trỏ. Nhưng đám người này rất may mắn, vì bọn họ nói gì thì Hạ Thiên cũng chẳng hiểu, vì thế hắn chẳng quan tâm. Ôn Sĩ Luân thì chẳng được tự nhiên, thiếu chút nữa hắn đã sinh ra xúc động muốn nhảy xuống biển. Đúng là không phải người thường. Ăn cơm cũng khác thường, nếu ăn như vậy thì rõ ràng có thể lấy lại được giá vé. Ôn Sĩ Luân cảm khái. Tôi thật sự không nhịn được nữa. Đúng lúc này một âm thanh vang lên, một người đàn ông hơn 20 đi về phía Hạ Thiên, trong miệng nói tiếng Trung. Mày có phải chó đói đầu thai không? Mày có biết đang vỗ vài mặt dân Trung Quốc không? Rõ ràng người này cũng là người Hoa, tướng ăn của Hạ Thiên đã làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục, vì vậy mới quyết định tiến lên nói vài lời. Chú em, cũng không thể nói như vậy, ăn được cũng không phải chuyện gì xấu. Hạ Thiên còn chưa nói thì Ôn Sĩ Luân đã tranh thủ hòa giải. Cậu Hạ chỉ có sức ăn hơi lớn mà thôi, nếu nói mất mặt người Trung Quốc thì hơi quá. Ôn Sĩ Luân tuy mất tự nhiên vì những lời nghị luận của đám người chung quanh, cũng hiểu hành động của Hạ Thiên quá dọa người, nhưng nếu nói sự việc này ảnh hưởng đến mặt mũi người Trung Quốc thì hơi quá. Hình tượng người Hoa chúng ta rõ ràng bị đám người giàu mới nổi chúng mày làm cho bại hoại. Chỉ cần nhìn đã biết nếch phải loại gì tốt, lên tàu mà ăn giá vé trở về, không có chút khí chất nhân sĩ. Tên đàn ông dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Loại người như anh nên ở trong nước, đừng xuất ngoại làm gì cho mất mặt, tôi thật sự xấu hổ với sự tồn tại của các người trên con thuyền này. Vậy đám ngu ngốc các anh đi xuống dưới là được. Hạ Thiên lại ăn xong một phần bít tết, hắn lau miệng, sau đó đột nhiên vung tay chụp cổ tên khốn đang lắm mồm mà hất tay, ném đối phương bay ra ngoài cửa sổ. Á! Nhà hàng chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng,
sau đó một người phụ nữ chạy đến bên cạnh cửa sổ lớn tiếng nói. Cứu, cứu. Người phụ nữ hô lên hai câu rồi quay sang nhìn Hạ Thiên, nàng giống lên. Anh điên rồi sao, anh ném bạn trai tôi xuống biển, anh có biết sẽ phát sinh sự kiện chết người không? Người phụ nữ này còn chưa nói dứt lời thì phát hiện mình bay bổng ra ngoài cửa sổ, sau đó nàng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, vài giây sau đã rơi xuống biển. Trong nhà ăn chợt vang lên những tiếng hô kinh hoàng, đám khách trước kia nghị luận về Hạ Thiên, bây giờ dù là ai cũng sợ hãi. Cuối cũng không còn ai dám nói gì, tất cả đều đứng lên bỏ đi, vài phút sau đám người ở nhà hàng đã chạy sạch. Ôn Sĩ Luân không còn gì để nói, mới đó không bao lâu, cộng thêm Chí Nhân Phong thì Hạ Thiên đã ném ba người xuống biển, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi du thuyền chạy đến Hong Kong thì sợ rằng tất cả người trên thuyền bị hắn ném xuống cả rồi. Hạ Thiên đứng lên hỏi thăm Ôn Sĩ Luân. Này, anh biết ngoài sòng bạc thì chỗ này còn gì chơi vui một chút không? Nếu ban ngày không thể tìm vợ để chơi, chỉ có thể tự mình tìm nguồn vui mà thôi, nếu không sẽ rất chán. Khi thấy Hạ Thiên điềm nhiên như không thì Ôn Sĩ Luân càng bội phục, người này ném hai người xuống biển mà giống như không có việc gì, căn bản không đáng quan tâm. Điều này, cậu Hạ, thật ra chỗ này có không ít tụ điểm giải trí như bơi lội, leo núi, xem phim. Ôn Sĩ Luân chần chừ nói. Còn gì khác không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Bơi lội và leo núi với hắn là quá đơn giản, không có tính khiêu chiến, còn xem phim, đến bây giờ hắn còn chưa thấy bộ phim nào ra hồn. Cậu Hạ, cậu biết đánh gôn không? Ôn Sĩ Luân suy nghĩ rồi mở miệng hỏi. Chương 866, bơ đồ sao? Gôn sao? Hạ Thiên lắc đầu. Là thứ gì, chơi vui không? Điều này, khá hay, có rất nhiều người thích. Ôn Sĩ Luân có chút chần chừ, cuối cùng đề nghị. Nếu không chúng ta đi làm vài ván. Vậy thì đi, để tôi xem có khó không, đơn giản thì không chơi. Hạ Thiên nhanh chóng chưa ra quyết định. Trên du thuyền thật sự có gôn trường, nhưng chỉ có thể xem là sân gôn mini, không lớn như sân gôn bên ngoài, nhưng muốn chơi thì không có vấn đề. Vì vậy mà khi Hạ Thiên và Ôn Sĩ Luân vào sân gôn thì cũng đang có người chơi. Chào! Nhanh chóng có người chào hỏi Hạ Thiên và Ôn Sĩ Luân, đó là một người đàn ông hơn 30. Khá phong độ tiêu sái, ăn mặc như vận động viên, bên cạnh hắn còn có một người đẹp tóc ngắn, cũng mặc đồ thể thao, dáng người không tệ. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc và màu da thì biết đây là người Hoa, nhưng tên đàn ông khốn kia lại nói ngôn ngữ gì mà Hạ Thiên chẳng hiểu. Cậu Hạ, đây là Phó Đông Hào tiên sinh và vị hôn thê Trương Gia Lệ tiểu thư, bọn họ là người Thượng Hải. Ôn Sĩ Luân khẽ giới thiệu với Hạ Thiên. Thượng Hải cái gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Là quái thú bò ra từ trên mặt biển sao? Ôn Sĩ Luân không khỏi ngẩn ngơ, người này không biết Thượng Hải là gì sao? Cậu Hạ, Thượng Hải là thành phố nổi tiếng trong nước, cậu chưa đến sao? Ôn Sĩ Luân giải thích, trong lòng thầm nghĩ, dù chưa đi qua cũng phải biết chứ. À, thì ra là Thượng Hải kia, tôi biết rồi. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn tên Phó Đông Hào, hắn rất mê hoặc. Hắn nói tiếng gì vậy? Chẳng lẽ tên này bị, đau, không học được tiếng Trung? Khụ khụ. Ôn Sĩ Luân ho khan một tiếng, khoảnh khắc này hắn có chút xấu hổ, hắn biết rõ có chuyện gì xảy ra, trong nước có nhiều người xính ngoại ngữ, hai tên Trung Quốc gặp nhau nói tiếng Anh cũng chẳng có gì là lạ. Tất nhiên nếu nói tiếng Anh và bắn sang tiếng Trung thì cũng chẳng ra gì. Anh nói gì vậy? Người đẹp tóc ngắn Trương Gia Lệ lúc này dùng ánh mắt không thỏa mãn nhìn Hạ Thiên. Anh nói ai đầu óc có vấn đề? Anh không hiểu tiếng Anh, rõ ràng là tố chất kém, lại trách người khác sao? Gia Lệ, thôi bỏ qua, đều là đồng bào, đi ra ngoài mà còn ồn ào thì mất mặt. Phó Đông Hào lại có vẻ rộng lượng, lúc này hắn đã không còn nói tiếng Anh, đổi thành tiếng Trung. Hạ Thiên cảm thấy hai người này đầu óc có vấn đề, vì vậy hắn mặc kệ đối phương, bắt đầu quan sát đám người bên kia chơi gôn. Hạ Thiên nhìn một lúc mà cảm thấy rất mất mặt, hắn quay lại hỏi Ôn Sĩ Luân một câu. Gôn chính là dùng gậy đánh bóng vào lỗ như vậy sao? À, cơ bản là như vậy. Ôn Sĩ Luân khẽ gật đầu, tuy cách giải nghĩa của Hạ Thiên có hơi tục nhưng không sai, bản chất của gôn là như vậy. Đơn giản quá, chẳng có gì hay. Hạ Thiên có chút buồn bực, trò này chẳng vui gì, đánh bóng vào lỗ, quá dễ dàng. Gôn tuy nói thì đơn giản nhưng nếu muốn đánh bóng vào lỗ cũng không dễ dàng gì. Phó Đông Hào nghe được Hạ Thiên nói như vậy thì nhịn không được đón lời. Đó là do anh quá vô dụng. Hạ Thiên lười biếng nói.
Anh nói gì vậy? Có người nói vậy sao? Trương Gia Lệ thật sự tức giận. Phó Đông Hào có vẻ khá rộng lượng nhưng bây giờ cũng không nhịn được nữa. Này anh bạn, nói chuyện cũng không cần như vậy, tôi thấy ai cũng là người Trung Quốc, vì vậy không so đo với cậu, như vậy không có nghĩa là tôi sợ cậu. Tôi nói cho cậu biết Phó Đông Hào tôi dù là ở trong nước hay nước ngoài cũng chưa từng sợ người nào. Này, cô có tố chất thế nào? Đừng nghĩ tôi không biết, ngực cô do bơm vào mà ra, còn nói đến tố chất cái gì? Hạ Thiên có chút khó chịu, người phụ nữ kia đã xấu lại xa, dám nói hắn tố chất kém, cô ta mới tố chất kém, thân thể tố chất kém. Anh nói bậy bạ. Trương Gia Lệ lập tức nổi giận đỏ mặt tía tai. Này anh bạn, lời này của cậu cũng quá mức rồi. Phó Đông Hào cuối cùng cũng nổi giận. Tôi hy vọng cậu xin lỗi vợ tôi. Ngu ngốc. Hạ Thiên mắng một câu rồi xoay người chuẩn bị bỏ đi, nơi này quá chán, gôn quá chán, đánh gôn cũng chẳng hay ho gì. Là đàn ông nói lời không dám chịu, không muốn xin lỗi thì đánh một ván, nếu không có bản lĩnh thì đừng mạnh miệng. Âm thanh lạnh lùng của Phó Đông Hào từ phía sau truyền đến. À, anh muốn chơi với tôi sao? Hạ Thiên buồn bực hỏi. Không phải cậu nói chơi gôn đơn giản sao? Nếu thắng thì tôi nhận tội, nếu cậu thua thì phải xin lỗi hôn thê của tôi. Phó Đông Hào lạnh lùng nói, có lẽ vì phong thái nhân sĩ nên hắn vẫn chưa phát hỏa. À, vậy thì chơi, dù sao cũng đang nhàm chán, để cho anh biết thế nào là lợi hại. Hạ Thiên lười biếng nói. Nhưng tôi không có hứng đánh quá lâu, chỉ một ván mà thôi. Không có vấn đề, ai đánh được một quả vào lỗ thì thắng. Phó Đông Hào tin tưởng 10 phần, vừa rồi hắn đã nghe và phát hiện tiểu tử này căn bản chưa từng chơi gôn, với trình độ của hắn thì hoàn toàn có thể thắng một người chưa từng chơi gôn dễ như trở bàn tay. Nhanh lên, tôi còn bận nhiều việc. Hạ Thiên thúc giục mất kiên nhẫn. Ôn Sĩ Luân không nói gì, Hạ Thiên ăn cơm đắc tội với người, đi chơi cũng đắc tội với người. Năng lực gây chuyện thật sự quá mạnh mẽ. Trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, trình độ của Phó Đông Hào là không sai, ba gậy vào lỗ, một birdie sao? Sao, một birdie là số điểm ghi được khi đưa được banh vào lỗ mà chỉ phải thực hiện số lần đánh của một tay chơi gôn chuyên nghiệp hạng trung bình. Đông Hào, đánh rất tốt. Trương Gia Lệ ở bên kia dùng giọng trong trẻo nói. Phó Đông Hào thật sự hưng phấn, hắn nhìn Hạ Thiên. Chỉ cần cậu cũng đánh được một birdie. Tôi coi như thắng. Birdie. Hạ Thiên lầm bầm, khó khăn hình như quá lớn, nơi đây làm gì có chim để đánh sao? Sao sao, birdie là tiểu điểu cầu, Hạ Thiên không hiểu là gì và nghĩ là đánh bóng vào chim. Nhưng Hạ Thiên nhanh chóng có ý nghĩ, hắn vung gậy, quả cầu màu trắng tạo nên một đường cong duyên dáng, đánh trúng đúng quần của Phó Đông Hào. Á! Phó Đông Hào lập tức hét thảm, hai tay bụng lấy hạ bộ, hắn té xuống đất quay cuồng. Ngu ngốc, anh đánh chim rất tốt chứ. Hạ Thiên có vẻ rất đắc ý. Ôn Sĩ Luân hoàn toàn choáng váng, hắn tưởng rằng đây là vô tình, nào ngờ Hạ Thiên nói ra như vậy, là cố ý sao? Hắn nghĩ birdie là dùng bóng đánh vào chim người khác à? Mày. Phó Đông Hào đau đến mức bất tỉnh, hắn nói hai chữ rồi không thể tiếp tục. Hạ Thiên thì tiện tay quăng gậy gôn xoay người bỏ đi. Chương 867, thần bài trong truyền thuyết Trung Quốc. Hạ Thiên nhanh chóng biến mất trong sân gôn, Ôn Sĩ Luân cũng không kịp đuổi theo. Hạ Thiên đi dạo một vòng trên du thuyền, cuối cùng hắn không được chỗ nào vui chơi, vì thế là cuối cùng hắn cũng đến sòng bạc. Hắn đột nhiên phát hiện ra chỗ này vui hơn những nơi khác một chút, vì trong đây ngoài trò poker Texas thì vẫn còn nhiều trò khác, hắn vào đây rõ ràng có thể học được nhiều thứ. Nhưng Hạ Thiên không phải học để thắng tiền, hắn chẳng qua chỉ muốn tối nay về phòng Ngải Vi Nhi, sẽ cùng nàng đánh bạc cởi quần áo. Hạ Thiên đi tới đi lui trong sòng bạc, vì sự xuất hiện của hắn mà làm cho nhiều người phải chỉ trỏ. Hắn cũng không biết đối phương nói gì, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn sinh ra xúc động muốn cho đối phương một trận. Đám người này không biết trật tự một chút sao, hắn thật sự muốn dùng gậy đánh cho mỗi người một birdie. Hạ Thiên đi dạo một vòng, hắn thuận tay trộm lấy hai con xúc sắc, quyết định giữ lại để đến tối quay về chơi đùa với Ngải Vi Nhi. Sau đó hắn chuẩn bị rời đi. Đúng lúc một người đàn ông cao lớn chặn ngang đường. Cậu là thần bài trong truyền thuyết của Trung Quốc sao? Giọng điệu của người đàn ông có chút quái dị nhưng Hạ Thiên vẫn có thể nghe và hiểu, dù sao đối phương cũng nói tiếng Trung, chẳng qua chỉ không dễ nghe mà thôi. Điều này cũng là bình thường, chỉ cần nhìn là biết đối phương không phải người Trung Quốc,
nếu người nước ngoài và nói được tiếng Trung như vừa rồi đã là tương đối khá. Tôi là thần bài thế giới, đánh đâu thắng đó. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi mặc kệ cậu là thần bài Trung Quốc hay thế giới, cậu muốn có danh xưng như vậy thì trước tiên phải đánh cược với tôi đã. Tên đàn ông ngoại quốc cao lớn mở miệng. Tôi tên là Cabo, đến từ Thái Lan, năm ngoái là quán quân đại hội bài bạc châu Á. Đánh cược có quái gì hay, dù sao anh cũng nhất định sẽ thua. Hạ Thiên không có hứng thú gì quá lớn với thần bài châu Á, thắng cũng chẳng có gì hay, vì nơi này đều cầm tiền đánh bạc, cầm nhiều tiền quá phiền toái. Rất nhiều người đã từng nói với tôi như vậy, nhưng cuối cùng người thua là bọn họ. Cabo tự xưng là thần bài châu Á dùng tiếng Trung không quá lưu loát để tiếp tục khiêu khích Hạ Thiên. Tôi không thích những lời nói suông, tôi thích dùng thực tế để chứng minh, là đàn ông thì phải cùng đánh cuộc với tôi, ba ván sẽ quyết định thắng bại. Anh có bệnh à? Hạ Thiên bất mãn nhìn Cabo. Tôi đánh cuộc hay không và có phải là đàn ông hay không, không cần phải dùng đánh bạc để chứng minh, nếu còn lắm mồm tôi sẽ cho anh ăn đòn. Nếu cậu đồng ý đánh ba ván, tôi sẽ cho cậu cơ hội đánh tôi. Cabo không tức giận. Nhưng có lẽ cậu không có năng lực đánh tôi. Hạ Thiên đang định đánh đối phương thì chợt nghe thấy một mùi hương quen thuộc từ phía sau truyền đến, vì vậy hắn tạm buông tha cho ý nghĩ đánh Cabo. Dù hắn muốn đánh đối phương nhưng vẫn không quan trọng bằng chuyện vợ con, dù cô vợ này có chút thiếu hụt nhưng xét thế nào cũng thấy quan trọng hơn tên khốn Cabo này. Hạ Thiên xoay người thì thấy công chúa Sama đang dùng tư thế chạy đẹp như khiêu vũ phóng về phía mình, ngoài nàng thì còn có hoàng tử Bai Di và vài tùy tùng, cũng có Ôn Sĩ Luân trong đám người. Công chúa Sama vui sướng nhào vào lòng Hạ Thiên, tất nhiên hắn cũng thuận tay ôm lấy nàng. Tuy nàng có thiếu hụt không nói được tiếng Trung nhưng thân thể mềm mại, mùi hương dễ chịu. Thật ra Hạ Thiên rất thích nàng, đặc biệt là khi ban ngày không được ở cùng Isabella và Ngải Vi Nhi, hắn càng thích Sama. Công chúa số một Đường Mộc Tử dùng hai cánh tay mềm vần quanh cổ Hạ Thiên, đám người chung quanh nhìn thấy mà hâm mộ, ngay cả tên thần bài châu Á Cabo cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, rõ ràng hắn không ngờ Hạ Thiên có quan hệ thân mật với công chúa Sama đến mức như vậy. Công chúa Sama lại nói vài câu, nhưng Hạ Thiên nghe không hiểu, vì vậy hắn có ý nghĩ chặn miệng Sama lại, cũng nàng liên hệ thân thể một cách trực tiếp. Nhưng đúng lúc này Ôn Sĩ Luân ở bên cạnh đã bắt đầu phiên dịch. Cậu Hạ, công chúa Sama muốn cậu đánh cược với Cabo tiên sinh. Ôn Sĩ Luân mở miệng nói. Vậy à? Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút buồn bực nhìn công chúa Sama. Lúc này công chúa Sama có vẻ như nghe hiểu được lời nói của Hạ Thiên, nàng khẽ gật đầu, sau đó hôn lên mặt Hạ Thiên một cái, nói một câu gì đó. Cậu Hạ, công chúa Sama nói rằng muốn như lần trước, muốn cùng cậu ngồi đánh bài. Ôn Sĩ Luân tiếp tục phiên dịch, hắn phát hiện mình nhanh chóng trở thành phiên dịch chuyên trách cho Hạ Thiên. Như vậy thì tốt. Hạ Thiên tiếp tục đồng ý, tuy hắn không muốn đánh bài, nhưng vừa đánh bài vừa ở bên cạnh vợ, nhìn vậy cũng chẳng phải khó tiếp nhận. Hắn nghĩ lại cũng thấy bây giờ chẳng có gì làm, nếu đánh cuộc với Cabo cũng chẳng sao, ít nhất cũng có thể làm cho nàng vui. Khi thấy Hạ Thiên đồng ý thì số một Đường Mộc Tử rất vui vẻ, nàng lại hôn lên mặt Hạ Thiên. Được, tôi đánh bài với anh. Hạ Thiên lúc này quay đầu nhìn Cabo rồi lười biếng nói. Rất tốt. Trong mắt Cabo lóe lên cái nhìn hưng phấn, xem ra đối phương là một phần tử khá tốt, đúng lúc này Cabo lại nhớ đến một sự kiện. Không biết thần bài Trung Quốc tên gọi là gì? Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân Hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, dù là đánh bạc hay đánh nhau thì cũng là đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Rất tốt, Hạ tiên sinh, hy vọng anh xứng danh. Cabo tạo ra một tư thế mời. Mời. Đúng lúc này, Hoàng tử Bai Di lại mở miệng nói, đợi đến khi Ôn Sĩ Luân mở miệng giải thích thì Hạ Thiên mới hiểu được. Hoàng tử Bai Di là một công chứng viên cho ván bài này, tất nhiên sân bãi là do Hoàng tử Bai Di cung cấp. Ván bài lần này vẫn được tiến hành trong căn phòng nhỏ lần trước, tất nhiên căn phòng cũng không nhỏ như vậy, ít nhất cũng có thể dung nạp hơn 20 người mà không có cảm giác chật chội, chẳng qua nhỏ hơn sòng bạc bên ngoài rất nhiều mà thôi. Bây giờ trong phòng cũng không nhiều người như lần trước, không gian bên trong có vẻ rất rộng. Hạ tiên sinh, ván bài của tôi không giống như người bình thường, trước khi chính thức đánh bạc. Tôi muốn nói cho cậu biết quy tắc. Khi hai người ngồi vào chỗ của mình thì Cabo mở miệng nói. Có chuyện gì cứ nói xong thì đánh, tôi còn bận nhiều việc. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, hắn thuận miệng nói một câu, đồng thời cũng đặt công chúa Sama lên đùi.
Hạ Thiên khinh thường làm cho Cabo rất tức giận, đồng thời trong mắt cũng có cái nhìn hung ác. Hắn nhìn Hạ Thiên rồi chậm rãi nói. Rất tốt, bây giờ giới thiệu ván bài đặc biệt của thần bài châu Á Cabo. Chương 868, cỏ quay Nga. Sau khi Cabo giải thích xong thì Hạ Thiên, Hoàng tử Bai Di và đám người công chúa Sama đều hiểu ván bài đặc biệt của Cabo là gì. Vốn công chúa Sama có chút vui sướng, bây giờ cũng không còn vui sướng như trước, đặc biệt là trong cặp mắt vui sướng còn có thêm chút lo lắng. Ván bài đặc biệt của Cabo thật ra không có gì đặc biệt, theo lời của hắn thì ba ván quyết định thắng bại, nhưng thực tế ba ván bài đó không phải được tiến hành trên chiếu bạc. Ván đầu tiên cũng không phải là trò poker Texas mà trước đó Hạ Thiên đã từng chơi, đó chính là xì pé châu Á, mỗi người chuẩn bị 100 triệu đô la, thua hết thì coi như ván này thua. Mọi người cũng cảm thấy rất bình thường với ván bài đầu tiên này, không có gì là không xong. Nhưng ván bài thứ hai nếu nói nghiêm khắc một chút thì chính là đánh cuộc, vì ván bài thứ hai theo lời của Cabo chính là đánh cược quyền thuật, hắn tự xưng là người tinh thông võ thái, muốn luận võ với Hạ Thiên, rõ ràng đây là cơ hội mà trước đó đã nói với Hạ Thiên. Công chúa Sama và Hoàng tử Bai Di lại cực kỳ có lòng tin với ván thứ hai, Ôn Sĩ Luân cũng hiểu Hạ Thiên sẽ không thua. Chỉ cần nhìn Hạ Thiên dễ dàng ném người ta xuống biển cũng thấy rõ công phu không tồi. Điều làm cho công chúa Sama lo lắng nhất chính là ván thứ ba, vì ván này chính là trò cỏ quay Nga, đây cũng không phải là bàn quay mà trước đó hắn đã từng thử, lần này được thay thế bằng súng. Nếu nói hai ván trước đó có thể coi là đánh bạc bình thường, như vậy ván thứ ba này lại không bình thường. Nếu ba ván thắng hai thì không cần tiếp tục ván thứ ba, nhưng vấn đề là theo quy củ của Cabo, cũng không phải là ba thắng hai. Phải tiến hành đến bước cuối cùng, người thắng cuối cùng mới là thật sự chiến thắng. Dù hai ván trước đều thua, ván thứ ba cũng có thể quyết định, nếu thắng thì sẽ trực tiếp thắng cả. Hạ Tiên Sinh, đây là quy tắc ván bài của tôi, nếu cậu không dám chơi thì có thể nhận thua. Cabo nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, hắn dùng giọng không nhanh không chậm nói. Đừng nói nhảm, mau bắt đầu đi. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, người này thật sự quá rông dài. Nếu đã như vậy thì bắt đầu. Trong mắt Cabo lóe lên cái nhìn hung ác, Hạ Thiên khinh thường làm hắn cảm nhận được sự nhục nhã, trong lòng cũng có hơn một phần sát khí. Em tiếp tục giúp anh đặt cược. Hạ Thiên nói với công chúa Sama. Lúc này không cần Ôn Sĩ Luân phiên dịch thì công chúa Sama cũng hiểu ý của Hạ Thiên, sau đó mọi việc giống như trước đó, Hạ Thiên vẫn tiếp tục có vận may nghịch thiên. Chưa đến nửa giờ mà Cabo đã thua sạch 100 triệu đô la. Tất nhiên Hạ Thiên bên này sẽ không lo tiền vốn, vì tất cả đều do Hoàng tử Bai Di đưa cho. Lần này cũng cho em. Sau khi đánh xong ván bài thì Hạ Thiên quyết định tặng hết cho công chúa Sama. Hạ Tiên Sinh, cậu cần gì phải vội vã như vậy? Tiền này còn chưa nhất định do cậu lấy đi. Khi thấy Hạ Thiên như vậy thì Cabo hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đừng nói nhảm, đến lượt so quyền. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn, nhưng hắn nói xong lại ngồi yên bất động. Hạ Tiên Sinh, không nên sỉ nhục người khác như vậy. Cabo đột nhiên đứng lên. Đáng để sỉ nhục sao? Hạ Thiên bĩu môi. Nhanh lên, đánh xong cho kết thúc công việc, tôi không có tâm tình tiếp tục chơi đùa với Na. Rất tốt, nếu đã như vậy thì mời Hạ Tiên Sinh đứng lên. Cabo dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Đánh anh còn phải đứng lên sao? Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. Anh tấn công tôi thế nào cũng được. Miễn người ta nói tôi ức hiếp anh. Nếu đã như vậy thì tôi không khách khí. Cabo hừ lạnh một tiếng, hắn tung một đấm về phía Hạ Thiên, đối phương khinh thường làm hắn bộc phát uy lực mạnh nhất. Công chúa số một đường mộc tử vội vàng nói một câu gì đó, Hạ Thiên không hiểu nhưng hình như cũng hiểu ý, chỉ cần nhìn bộ dạng lo lắng thì biết nàng đang muốn nhắc nhở hắn chú ý. Lúc này tất cả đám người đều nhìn Hạ Thiên, nhưng bọn họ chợt phát hiện ra một sự kiện dở khóc dở cười. Cabo bên kia vùng nắm đấm nhưng Hạ Thiên lại chạy đến hôn công chúa Sama, hình như căn bản không quan tâm đến động tác của đối phương. Cậu Hạ chú ý. Ôn Sĩ Luân không nhịn được phải nhắc nhở một câu. Trên mặt Cabo có chút dữ tợn, nắm đấm của hắn đánh thẳng lên đầu Hạ Thiên, giống như muốn dùng một đấm này đánh cho đối phương chết tươi. Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng có phản ứng, hắn cũng không quay đầu, chỉ đấm ra. Rõ ràng hắn ra tay quá muộn nhưng lại đến thân thể Cabo sớm hơn. Một đấm vào giữa bụng Cabo, chỉ nghe thấy tên này kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lập tức bay ra phía sau rồi đập mạnh lên tường. Này, thua rồi nhé, bắt đầu ván thứ ba. Hạ Thiên không đợi Cabo đứng lên, hắn mở miệng nói. Được,
ván thứ ba. Cả bộ bò lên, vẻ mặt khó coi, lúc này hắn mới biết Hạ Thiên không đơn giản như vậy. Một cây súng một viên đạn, đây chính là đạo cục trong trò chơi cỏ quay Nga kích thích và tàn nhẫn nhất. Cả bộ cầm lấy súng ngắn, trước tiên hắn thả một viên đạn vào, sau đó xoay ống, cuối cùng đặt súng lên bàn nhìn Hạ Thiên. Cậu trước hay tôi trước? Lúc này công chúa Sama kéo chặt cánh tay Hạ Thiên, đợi đến khi Hạ Thiên quay đầu thì nàng lại lắc đầu. Tuy nàng không nói gì nhưng hắn lại hiểu ý, rõ ràng nàng không muốn hắn tham gia ván bài này. Hoàng tử Bai Di ở bên cạnh không nói gì, hắn hy vọng Hạ Thiên sẽ tham gia, nếu tiểu tử này bị bắn chết, như vậy chưa hẳn là chuyện xấu. Không sao, anh sẽ không thua. Hạ Thiên thấy Sama có chút lo lắng thì an ủi nàng, Ôn Sĩ Luân ở bên cạnh cũng giúp hắn phiên dịch. Nhưng công chúa Sama vẫn rất lo lắng, nàng vẫn lắc đầu và ôm chặt tay Hạ Thiên. Hạ Thiên sinh, nếu cậu sợ thì tốt nhất nên nhận thua đi. Ca Bô lạnh lùng nói. Nếu cậu chết, cô công chúa xinh đẹp này sẽ không còn là vật hưởng thụ của cậu. Này, nếu anh không sợ thì cứ nổ súng. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Ca Bô. Nói nhiều như vậy làm gì? Được, tôi trước. Ca Bô cười lạnh một tiếng, hắn cầm súng chĩa ngay đầu mình. Ca Bô tôi cũng không phải là quỷ nhát gan. Anh sẽ nhanh chóng biết mình có phải là quỷ nhát gan hay không. Hạ Thiên lười biếng nói. Chỉ cần anh nổ súng, sẽ biến thành quỷ. Phải không? Ca Bô cười lạnh. Tao cũng muốn xem ai thành quỷ. Ca Bô vừa nói dứt lời thì bóp cò súng. Chương 869, giành vinh quang về cho đất nước. Đùng. Tiếng súng vang lên, Ca Bô hét lên rồi ngã gục. Tôi đã nói anh sẽ biến thành quỷ. Hạ Thiên bĩu môi, bộ dạng như sớm biết được kết quả. Dám người trong phòng nhìn Ca Bô nằm trong vũng máu và trên đầu có một hốc đen mà sững sờ, điều này. Ván bài kết thúc như vậy sao? Ôn Sĩ Luân không khỏi cảm khái, Hạ Thiên này đúng là may mắn nghịch thiên, ngay cả trò cò quay Nga không cần nổ súng cũng thắng, đơn giản không có chút nguy hiểm. Lá gan của công chúa Sama là khá lớn, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nàng được thấy người chết. Vì vậy dù Ca Bô gục ngã trước mặt không xa nhưng nàng vẫn không quá sợ hãi. Hoàng tử Bai Di phất tay, tỏ ý sai bảo tùy tùng xử lý thi thể, đây là Ca Bô tự mình bắn chết, chẳng trách ai được. Không còn gì vui, tôi đi trước. Hạ Thiên cảm thấy rất mất mặt, loại trò có quay Nga này đối với người khác là kích thích, nhưng đối với hắn thì chẳng có tính khiêu chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thể nghe viên đạn chạy đến đâu, nếu chính hắn có thể xoay hộp đạn thì sẽ khống chế được vị trí viên đạn. Hắn sẽ không nổ súng bắn chính mình, còn đối phương thì dù thế nào cũng bị bắn chết. Ôn Sĩ Luân cho rằng Hạ Thiên lại may mắn, nhưng lúc này Hạ Thiên không cần đến may mắn cũng thắng. Hạ Thiên đi ra khỏi phòng, trong sòng bạc chợt vang lên tiếng hoan hô, không ít người dựng ngón cái với Hạ Thiên, trong miệng còn nói gì đó nhưng Hạ Thiên nghe không hiểu. Nhưng hắn không ngốc, hắn biết đối phương đang tán thưởng chính mình. Nhưng hắn cũng chẳng giải thích được, đám người này đang làm gì vậy? Đầu óc có vấn đề sao? Anh bạn, thật sự quá, khủng, đúng là không hổ danh thần bài Trung Quốc, đã lấy lại mặt mũi cho chúng tôi. Một âm thanh vang lên, một người đàn ông hơn 20 vọt đến trước mặt Hạ Thiên, tất nhiên Hạ Thiên cũng hiểu lời nói của đối phương. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đối phương, người này gầy teo cao ráo, cách ăn mặc như một phú hộ, trên cổ là một sợi dây chuyền tổ bố, trên tay là đồng hồ cao cấp, 10 ngón tay phủ đầy nhẫn kim cương. Nhưng khốn nổi người này lại mặc tây trang và đeo cà vạt, nhìn thế nào cũng thấy không ra gì. Anh là ai? Hạ Thiên hỏi. Còn nữa, các anh nói gì vậy? À, anh bạn, tôi là Đái Kim Sao, chỉ cần nghe tên là biết tôi trời sinh thích đeo vàng, khụ khụ, tôi biết điều này có hơi tục, nhưng đây là sở thích của tôi, đúng là không có biện pháp. Tên đàn ông tự xưng là Đái Kim có vẻ hơi xấu hổ. Là thế này. Thật ra chúng tôi đều biết cậu đang chơi bài với tên Ca Bô người Thái, cậu không biết đấy thôi, những năm gần đây kẻ này đi qua khắp các sòng bạc, rất kiêu ngạo, làm người người khó chịu. Bây giờ cậu thắng hắn, tất nhiên ai cũng khen cậu. À, bây giờ bên ngoài còn có người nói cậu không hổ danh là thần bài trẻ tuổi, nói là cậu rất lợi hại. À, không chửi là tốt, tên nào muốn chửi thì nói cho tôi biết, tôi ném hắn xuống biển. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu rồi tiếp tục đi về phía trước. Này, anh bạn, đi đâu vậy? Chúng ta tâm sự một chút. Đái Kim vội vàng chạy theo. Tôi không thích nói chuyện với đàn ông. Hạ Thiên rõ ràng không có hứng thú. À, anh bạn, cậu cũng thích người đẹp sao?
Đái Kim giống như tìm được tri âm. Vậy thì được, chúng ta đi cua gái. Đi đâu cua gái? Hạ Thiên có chút hứng thú. Đi bể bơi. Đái Kim nhanh chóng nói. Nghe tôi nói này, có rất nhiều phụ nữ khi mặc quần áo nhìn không tệ, nhưng khi cởi ra thì tệ hại khốn nạn. Vì vậy chúng ta phải đến bể bơi, chỗ đó người đẹp ăn mặc thiếu vải, như vậy chúng ta có thể nhìn rõ thân hình của các nàng. Tất nhiên phòng tập thể dục cũng có thể, nhưng tôi thấy bể bơi vẫn tốt hơn. Thế nào, chúng ta có nên đi mang vinh quang về cho Tổ quốc không? Hạ Thiên có chút buồn bực. Không phải chỉ là cua gái sao? Có liên quan gì đến vấn đề mang vinh quang về hay không? Khụ khụ, chúng ta cua vài em ngoại quốc, như vậy là mang vinh quang về cho Tổ quốc, trên du thuyền này gái nước ngoài rất nhiều. Đái Kim mỉm cười nói. Như vậy à, đi xem thử. Hạ Thiên cuối cùng cũng có chút hứng thú, tất nhiên hắn cũng không vì mang vinh quang chó má gì cả, hắn thấy bây giờ còn chưa đến tối, phải tìm trò gì đó chơi cho đỡ buồn. Vài phút sau Hạ Thiên và Đái Kim đi đến bể bơi, thật sự có rất nhiều người bơi lội, trên những chiếc ghế gần bể bơi còn có vài người đẹp mặc đồ tắm. Anh bạn, em kia thế nào? Tóc đỏ, hàng nóng, có lẽ là người Mỹ. À, còn ghẹ kia, người Brazil, điện nước đầy đủ. Còn nữa, em người Nhật kia. Còn có một em Hàn Quốc, có lẽ chưa phẫu thuật thẩm mỹ, ngực to mông nở. Đái Kim phát hiện ra rất nhiều mục tiêu, ánh mắt hắn rõ ràng là không tệ, những người đẹp kia quả thật là rất tốt. Tôi không thích. Hạ Thiên lắc đầu, hắn quét mắt nhìn qua một lượt, hắn phát hiện tướng mạo của bọn họ đều kém quá xa Isabella và Ngải Vi Nhi, vì vậy mà không có hứng thú. À, ánh mắt anh bạn quá cao, thần bài đúng là thần bài. Đái Kim tán thưởng một câu, sau đó hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Chẳng lẽ cậu không vừa ý em nào? Không thích em nào sao? Hạ Thiên nhìn lướt qua, đúng lú này có một người đẹp đi đến, khi thấy người đẹp này thì Hạ Thiên mở miệng nói. Bây giờ thì có một. Người đẹp đang đi tới không phải là ai khác mà chính là công chúa Sama, nàng thấy Hạ Thiên thì chạy đến. Tuy công chúa Sama vẫn mặc váy dài tương đối bảo thủ nhưng đứng giữa đám người đẹp ở đây thì làm người ta sinh ra cảm giác hạc giữa bầy gà. Khoảnh khắc sau đã chèn ép nhiều người. Này anh bạn, đây là công chúa Sama. Đái Kim đang định nhắc nhở Hạ Thiên, trước đó Hạ Thiên và Cabo đánh bạc thì Đái Kim không biết, sau này chỉ được nghe nói, vì vậy hắn không thấy tình cảnh giữa Hạ Thiên và công chúa Sama, cũng không biết quan hệ thân mật giữa hai bên. Đái Kim còn chưa nói dứt lời thì đã thấy công chúa Sama nhào vào lòng Hạ Thiên, vì vậy mà nàng trợn mắt há mồm, nửa ngày sau mới thì thào. Anh bạn đúng là quá khủng, công chúa bị thu phục, vinh quang toàn diện. Đái Kim sững sốt một lúc và đi về phía cô gái Nhật mà trước đó đã ưng ý, hắn nói thầm. Mình cũng muốn vinh quang, muốn thắng vài em. Chương 870, ép khô chồng nhỏ. Tuy hai bên ngôn ngữ không thông nhưng cuối cùng Hạ Thiên và công chúa Sama cũng ở với nhau cả buổi chiều, vì hắn cảm thấy ở cùng một công chúa mà không hiểu ngôn ngữ lẫn nhau còn tốt hơn đi đến nào đó trên du thuyền. Chiếc du thuyền này được xưng là nhiều phương diện giải trí nhưng Hạ Thiên lại chẳng thấy có gì hay. Điều này làm cho Hạ Thiên cảm thấy khó hiểu, hắn phát hiện có nhiều ác trò không hợp với mình, hắn muốn tìm trò để chơi cũng quá khó. Trời tối thì Hạ Thiên rời khỏi Sama, bên cạnh công chúa luôn có người theo sau. Điều này làm hắn không hài lòng, vì vậy trời vừa sập tối là hắn chạy mất. Hạ Thiên đến phòng Ngải Vi Nhi, hắn dùng thẻ để mở cửa rồi trực tiếp tiến vào. Lúc này Ngải Vi Nhi có mặt trong phòng, khi thấy Hạ Thiên tiến vào thì nàng cũng không có gì bất ngờ. Nàng đã sớm biết tên lưu manh đã 7 ngày 8 đêm không cho nàng xuống giường sẽ chẳng bao giờ bro qua nhanh như vậy, hắn chắc chắn đang chờ trời tối, nếu không thì trời vừa tối đã chẳng đến đây. Vợ Vi Nhi, sau này ban ngày tôi cũng đến tìm chị được không? Tôi ở một mình quá buồn. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy vòng eo mềm của Ngải Vi Nhi, trong miệng phàn nàn, tay hoạt động, nhanh chóng trèo đèo lội suối trên người nàng. Được. Ngải Vi Nhi đồng ý yêu cầu của Hạ Thiên. Cậu có thể đến ở trong này cả ngày. Vợ Vi Nhi đúng là rất tốt. Hạ Thiên lập tức vui sướng, cuối cùng hắn cũng không cần lo lắng những ngày nhàm chán tiếp theo, chỉ cần có thể ở cùng vợ, như vậy hắn sẽ chẳng thấy nhàm. Ngải Vi Nhi cảm giác được bàn tay nóng bỏng của Hạ Thiên đang vuốt ve trên da thịt non mịn của mình, những cảm giác khác thường truyền đến, điều này làm cho cơ thể của nàng mềm nhũn ra. Kinh nghiệm trước đó của nàng lại xuất hiện, lưu manh này hình như có ma lực đặc biệt, thường làm cho cơ thể của nàng bị khuất phục, rõ ràng hắn là lưu manh trời sinh. Cậu đã đồng ý yêu cầu của tôi.
ngài Vi Nhi để mặc cho Hạ Thiên sờ loạn trên người mình, trong miệng nói chuyện chính sự. Cậu đã nói trước khi gặp mặt ngài Luân sẽ cho tôi trở thành sát thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng bây giờ cậu chỉ mới cải tạo cơ thể của tôi, dù có chút hiệu quả nhưng vẫn còn cách rất xa vị trí đệ nhất. Vợ Vi Nhi, điều này đơn giản, ngày mai tôi sẽ bắt đầu dạy võ cho chị. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng tôi nay chị phải theo tôi. Ngài Vi Nhi nghe được câu nói đó và chẳng nói gì nữa, nàng dần đáp lại đòi hỏi của Hạ Thiên. Sở dĩ nàng đồng ý điều kiện của hắn, không phải vì đầu óc đã nóng lên, chẳng qua nàng tiếp nhận lời đề nghị của Isabella, phải ép khô chồng ra. Lời đề nghị của Isabella quan trọng là hai chữ ép khô, dựa theo lời của nàng thì hai người bọn họ đều đã bị chồng làm cho khuất phục, nếu suy nghĩ về tương lai, đưa ánh mắt ra xa một chút thì thấy hai người đều là ám ảnh đoàn. Hơn nữa ngài Vi Nhi còn là huấn luyện viên của Isabella, vì vậy cả hai phải đồng tâm hiệp lực để chồng không rời khỏi các nàng. Phải biết rằng chồng có rất nhiều phụ nữ, mà ai cũng đẹp, hai người bọn họ dù là ai, chỉ cần là một người thì không có ưu thế, nhưng nếu cả hai gộp lại, như vậy sẽ khác biệt, các nàng đồng tâm hiệp lực sẽ có lực hấp dẫn lớn với chồng. Lời đề nghị đầu tiên của Isabella chính là phải ép khô chồng trên giường, làm cho hắn liên tục ham muốn với cả hai. Nhưng đề nghị này bị ngài Vi Nhi bác bỏ, nàng chỉ tiếp nhận lời đề nghị thứ hai của Isabella. Đề nghị thứ hai của Isabella cũng quan trọng ở hai chữ ép khô, nhưng lần này không phải là trên giường mà ép khô năng lực. Isabella nói chồng có không biết bao nhiêu năng lực, hai người bọn họ hợp tác để chồng dạy cho mình, ép khô năng lực của chồng, như vậy sẽ rất đáng giá. Ngài Vi Nhi cảm thấy mình không thể cho Hạ Thiên chiếm tiện nghi của mình một cách không công, vì vậy nàng muốn ép khô bản lĩnh của hắn. Đến ngày kia trò giỏi hơn thầy thì báo thù. Tất nhiên ngài Vi Nhi cũng không muốn giết chết Hạ Thiên, chỉ là nàng rất muốn đánh hắn, tốt nhất là đánh cho hắn không thể xuống giường, nếu không nàng sẽ chẳng cam lòng. Tối nay ngài Vi Nhi tiếp tục bày ra bộ dạng điên cuồng, ngày hôm sau nàng thực hiện ngay kế hoạch ép khô Hạ Thiên. Kế hoạch của ngài Vi Nhi tiến hành rất thuận lợi, những ngày sau đó Hạ Thiên liên tục truyền dạy cho nàng võ công tinh diệu, còn có bộ pháp thần kỳ là phiêu miểu bộ. Mỗi ngày nàng cảm thấy mình tiến thêm một bước, tất nhiên cũng không phải chỉ một mình nàng cầu tiến, còn có cả Isabella, các nàng hầu như tất cả thời gian đều trốn trong phòng, còn nhiệm vụ, dựa theo kế hoạch thì khi rời khỏi thuyền mới ra tay, vì vậy bọn họ lúc này không quan tâm đến nhiệm vụ làm gì. Đối với một sát thủ thì chuyện quan trọng nhất chính là tăng cường thực lực, ngài Vi Nhi và Isabella học tập rất chuyên chú, nhưng nếu so về thiên phú thì ngài Vi Nhi mạnh hơn Isabella. Vì vậy thực lực của ngài Vi Nhi liên tục tăng mạnh, nàng cũng kéo giãn sự cách biệt về thực lực với Isabella, với trình độ của nàng bây giờ thì hoàn toàn có thể tiếp tục xứng danh là huấn luyện viên của Isabella. Bây giờ tuy Isabella vẫn gọi ngài Vi Nhi là huấn luyện viên nhưng quan hệ giữa hai bên lại có biến hóa, các nàng từng có quan hệ thượng cấp hạ cấp, bây giờ lại giống như chị em. Thật sự không có biện pháp, ai bảo mỗi tối hai nàng đều đồng tâm hiệp lực đối phó với Hạ Thiên. Ban ngày hai người hợp sức ép khô bản lĩnh của Hạ Thiên, đến tối thì cả hai lại ép khô hắn trên giường. Điều làm cho ngài Vi Nhi cảm thấy phẫn nộ chính là lưu manh này có rất nhiều bản lĩnh, các nàng dù có học cũng không hết, nhưng khốn nổi đến tối hai người liên thủ cũng chẳng phải đối thủ của Hạ Thiên, luôn bị hắn vắt kiệt sức lực. Du thuyền công chúa Sama vẫn liên tục đi tới, công chúa Sama lại trở nên không bình thường, vì Hạ Thiên lại biến mất, hơn nữa thời gian lại rất dài, trước đó chỉ biến mất một tuần. Bây giờ là nửa tháng. Ôn Sĩ Luân thấy mỗi ngày công chúa Sama tìm Hạ Thiên khắp nơi thì trong lòng không khỏi cảm khái, tiểu tử kia rõ ràng hiểu rõ phương án lạt mềm buộc chặt, nhìn một công chúa xinh đẹp có thân phận bị Hạ Thiên làm cho mất hồn mất vía là biết ngay. Hoàng tử Bai Di thì rất thỏa mãn, vì Hạ Thiên biến mất thì du thuyền lại yên tĩnh. Tiểu tử kia xuất hiện một ngày đã ném ba người xuống biển, còn làm cho một người chết giấc, mà hắn phải chùi rít cho đối phương. Điều hắn hy vọng nhất lúc này chính là Hạ Thiên mãi mãi biến mất, cuối cùng không nên hiện ra. Chương 871, có thể là thủy quái. Khi Hoàng tử Bai Di đã thật sự nghĩ rằng Hạ Thiên biến mất, đúng lúc này hắn lại xuất hiện. Điều làm cho Hoàng tử Bai Di không thể hiểu chính là vị trí mà người ta phát hiện ra Hạ Thiên vẫn là bong thuyền. Khi công chúa Sama nhận được tin tức và chuẩn bị chạy đến bong tàu thì Hoàng tử Bai Di hô lớn. Em gái! Tiểu tử Hạ Thiên kia có thể là thủy quái. Dù quan điểm này rất khó tưởng nhưng vẻ mặt Hoàng tử Bai Di lại cực kỳ thành thật, vì hắn thật sự nghi ngờ Hạ Thiên là thủy quái, nếu không thì sao tiểu tử kia lại biến mất thời gian dài như vậy. Hắn làm người ta tìm không ra, nhưng khi xuất hiện sao lại ở bong tàu.
Hoàng tử Bai Di cảm thấy tên Hạ Thiên kia có thể là thủy quái, vì núp trong nước nên người khác tìm không ra, sở dĩ bây giờ xuất hiện trên bong tàu vì mới từ dưới nước đi lên. Còn vấn đề thường xuyên biến mất, có lẽ là do không thể sống thiếu nước, không thể rời khỏi nước quá lâu. Anh ấy không phải là thủy quái, em cảm thấy anh ấy chính là người đàn ông mà Thánh A-la ban thưởng cho em. Công chúa Sama nói xong thì chạy đi, nàng vội vã tìm Hạ Thiên. Công chúa Sama nhanh chóng chạy đến bong thuyền, sau đó nàng thấy Hạ Thiên đang ngồi trên bong, cũng giống như trước, hắn đang ngắm biển. Khi thấy bộ dạng chuyên chú của Hạ Thiên thì nàng vững tin hắn không phải là thủy quái, nếu hắn thật sự là thủy quái thì đã sớm chán ghét trong nước, vì sao còn thích ngắm biển. Hạ Thiên. Công chúa Sama chạy đến sau lưng Hạ Thiên, sau đó nàng nũng nịu hô một câu. Ủa, em học được tiếng Trung rồi sao? Hạ Thiên ngạc nhiên quay đầu, Sama vừa rồi nói hai chữ tiếng Trung, hơn nữa khá đúng tiêu chuẩn. Em, đang học, tiếng Trung. Câu nói tiếp theo của Sama không được lưu loát, âm thanh không chuẩn, rất rối loạn, nhưng Hạ Thiên vẫn nghe rõ. Sama đang học tiếng Trung chỉ là học chưa tốt mà thôi, nhưng nàng gọi được tên hắn thì cũng quá tốt rồi. Cũng là em ngoan. Tuy tiếng Trung của Sama rất cùi nhưng Hạ Thiên vẫn rất vui, hắn vui sướng ôm Sama đặt lên đùi, sau đó thầm nói một câu. Còn ngoan hơn cả vợ Vi Nhi. Nửa tháng trước Hạ Thiên cũng không phải quá thư thái, nhưng chưa hôm nay. Cụ thể là nửa giờ trước hắn phát hiện trạng thái an nhàn của mình kết thúc. Ngài Vi Nhi tuy không có bản lĩnh ép khô Hạ Thiên, nhưng nàng quyết định không tiếp tục học võ công của hắn, nàng muốn làm việc chính của một sát thủ, đó là giết người. Ngài Vi Nhi cũng không phải tùy ý chọn thời gian ra tay, thực tế đây là kế hoạch mà nàng đã sớm sắp xếp. Vì căn cứ vào kế hoạch đi du thuyền thì nhiều nhất chỉ mất 7 ngày nữa sẽ đến Hong Kong, nếu đi tuyến gần nhất và nhanh nhất thì sợ rằng chỉ mất 3 ngày mà thôi. Cố chủ hy vọng mục tiêu có thể chết trên biển, tốt nhất là không được phát hiện ra, nếu lúc này không ra tay thì sợ rằng sẽ hơi muộn. Hạ Thiên thật ra cũng không ngại ngải Vi Nhi giết người, hắn vốn chỉ muốn cùng đi với nàng, nhưng nàng nhất quyết không chịu. Cuối cùng không còn biện pháp nào khác, Hạ Thiên phải ra ngắm biển, ngải Vi Nhi thì mang theo Isabella chuẩn bị tất cả dụng cụ cho buổi tối, các nàng sẽ ra tay. Hạ Thiên cũng thật sự thích ngắm biển, hắn ôm Sama ngắm biển lại sinh ra cảm giác đặc biệt. Mùi hương trên người Sama làm hắn cảm thấy yên lặng, hắn thấy sóng biển bùng lên mãnh liệt, trong lòng sinh ra cảm nhận khó nói nên lời. Hạ Thiên, cái gì? Anh. Sama bắt đầu nói tiếng Trung, nhưng giọng điệu của nàng rất kỳ quái, vì vậy Hạ Thiên chẳng hiểu gì. Hạ Thiên nhàn rỗi không có việc gì làm mà quyết định làm thầy dạy học, hắn dạy Sama học tiếng Trung, trước hết là dạy nàng nói chữ chồng. Nhưng chỉ có một chữ như vậy mà dạy mất nửa giờ, sau đó hắn cuối cùng cũng nổi giận. Sama xinh đẹp nhưng không phải là một học trò giỏi. Hạ Thiên không thừa nhận mình là giáo viên dở, hắn cảm thấy mình làm rất tốt, vì nửa tháng vừa qua hắn đã bồi dưỡng vợ Vi Nhi thành sát thủ số một thế giới. Sau khi miễn cưỡng dạy cho Sama chữ chồng thì Hạ Thiên không tiếp tục sự nghiệp giáo dục, đúng là không có biện pháp, những chuyện thế này quá lao lực, tuyệt đối không thú vị. Nhưng khi nghe Sama liên tục gọi chồng, Hạ Thiên cảm thấy những cố gắng của mình không uổng phí. Đặc biệt là nàng gọi chồng có hương vị khác biệt. Đúng lúc này cổ tay chấn động, Mộc Hàm trước nay chưa liên lạc, hôm nay điện thoại đến cho Hạ Thiên. Chồng, những ngày qua tốt đấy chứ? Giọng điệu của Mộc Hàm có hơi kỳ quái, có vẻ không giống bình thường. Khá tốt, nhưng tôi muốn về, ở trên biển chẳng có gì vui. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn nhịn không được phải hỏi một câu. Vợ, chị sinh bệnh sao? Thế nào mà giọng điệu lại khác biệt như thế? Không, chồng, tôi rất khỏe, chỉ có chút nhớ cậu mà thôi. Mộc Hàm nói có chút nũng nịu. Chồng, cậu có thể nhanh chóng quay về được không? Tôi cũng không biết, tôi nghe vợ Vi Nhi nói, với tốc độ bây giờ thì phải một tuần nữa mới đến Hong Kong. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ về vấn đề này, hắn vẫn cho rằng mình không gì không làm được, nhưng thực tế có một vài việc hắn thật sự không có biện pháp. Thật ra hắn có thể xuống biển bơi về, nhưng vấn đề là hắn sẽ lạc đường. Mộc Hàm suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Chồng, thật ra tôi đã điều tra tư liệu về du thuyền của cậu, tốc độ không phải nhanh nhất, con đường cũng không chính quy, không phải con đường tốt nhất. Nếu không cậu đến thương lượng với công chúa Sama, để cô ấy đi thuyết phục hoàng tử Bai Di, cho du thuyền chạy tốc độ nhanh nhất đến Hong Kong. Vợ, có phải có chuyện gì xảy ra không? Hạ Thiên có chút nghi ngờ. Chồng, không có chuyện gì lớn, chẳng qua tôi rất nhớ cậu. Cậu đã ở bên ngoài gần một tháng,
nếu sớm quay về thì tốt, nếu không cũng chẳng sao. Mộc Hàm nói, được rồi, chồng, tôi có việc, cúp máy nhé. Mộc Hàm cúp máy, vẻ mặt Hạ Thiên có chút nghiêm túc, hắn ôm Sama đứng lên. Đi, chúng ta đi tìm anh của em. Chương 872, anh đi chơi với cá mập. Mộc Hàm không nói có chuyện gì xảy ra nhưng Hạ Thiên lại phát hiện lời nói của nàng không đúng, hắn nghi ngờ Giang Hải bên kia xảy ra chuyện, vì vậy hắn phải chạy về với tốc độ nhanh nhất. Hạ Thiên nhanh chóng tìm được Hoàng tử Bai Di, lần này hắn không cần Ôn Sĩ Luân phiên dịch, ngược lại hắn tiện đường chụp được Đái Kim, vì thế kéo tên này đến làm nhiệm vụ phiên dịch, yêu cầu Hoàng tử Bai Di chạy tốc độ nhanh nhất đến Hong Kong. Hoàng tử Bai Di sảng khoái đồng ý, vì hắn thấy tiểu tử Hạ Thiên ở trên thuyền là tai họa. Dù tên này có phải là thủy quái hay không thì nên nhanh chóng cho đối phương lên bờ cút đi là tốt nhất, vì vậy mà Hoàng tử Bai Di lập tức đồng ý, thay đổi hướng đi, tăng tốc, đảm bảo 3 ngày sau sẽ đến Hong Kong. Này, anh bạn, vội vã quay về như vậy làm gì? Hạ Thiên lại mang theo Sama về bong tàu, Đái Kim cũng đi theo, bộ dạng mê hoặc. Vợ ở nhà đang muốn tôi. Hạ Thiên thuận miệng trả lời. Sao, vợ của cậu? Đái Kim chợt ngây người. Này anh bạn, cậu có vợ ở nhà rồi sao? Tất nhiên là có rồi, tôi đẹp trai lồng lộng, sao không có vợ? Hạ Thiên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu si nhìn Đái Kim. Tôi có rất nhiều vợ. Anh bạn, cậu nói thật sao? Đái Kim có chút hâm mộ. Có nhiều vợ, các nàng không đánh nhau sao? Tất nhiên là không, vợ của tôi đều rất ngoan. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Châu, anh bạn đúng là Châu. Đái Kim giơ ngón tay cái với Hạ Thiên. Trước đó tôi tìm được hai cô bạn gái, hai cô ấy chiến đấu đến mức trời sập, làm hại tôi không dám tìm thêm, bây giờ tôi chuyển sang gái nước ngoài cho ngon. Này, anh bạn, vài ngày qua tôi có thu hoạch, ăn nằm với một tá gái ngoại quốc, còn cậu, leo lên người công chúa Sama chưa? Tôi còn bận nhiều việc, còn đến với hai vợ khác. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đái Kim như sắp hôn mê. Này anh bạn, cậu còn có hai bà vợ trên tàu sao? Đúng vậy. Các cô ấy đều rất đẹp, đẹp hơn đám gái nước ngoài kia không biết bao nhiêu lần. Hạ Thiên lười biếng nói. Đái Kim không biết nên trả lời thế nào, thật ra hắn cũng nghi ngờ lời nói của Hạ Thiên, vì hắn đã thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp trên tàu, nếu nói có người hơn đám phụ nữ nước ngoài vài bậc, như vậy chỉ có công chúa Sama mà thôi, còn những người khác, chỉ thể nói là mỗi người một vẻ. Tất nhiên Đái Kim cũng không nói gì, hắn cũng không nghĩ rằng có hai người phụ nữ xinh đẹp như vậy mà chưa từng thấy. Điều này là đúng, nguyên nhân rất đơn giản, hai người phụ nữ này luôn trốn trong phòng, phần lớn thời gian đều cùng hoạt động với Hạ Thiên. Trời! Công chúa Sama chợt kêu lên kinh hoàng, sau đó nàng dùng tay chỉ lên mặt biển, bộ dạng có chút kinh hoàng. Hạ Thiên và Đái Kim đều nhìn theo, sau đó vẻ mặt Đái Kim cũng biến đổi. Trời ạ, cá mập nhiều quá! Phía trước quả thật xuất hiện một bầy cá mập, nếu đếm sơ qua cũng vài chục con. Đám cá mập này dùng tốc độ cực nhanh phóng về phía du thuyền. Đây là cá mập à? Hạ Thiên có chút hưng phấn. Lần đầu tiên tôi được thấy cá mập. Công chúa Sama có chút sốt ruột nói gì đó với hai tên vệ sĩ ở phía sau, du thuyền vừa mới tăng tốc đã giảm tốc độ giống như sợ đánh lên người cá mập. Phải biết rằng cá mập trên biển thường ít khi tấn công du thuyền, nhưng đó chỉ là tình hình chung, nếu du thuyền có thứ gì đó thu hút cá mập, như vậy rất khó nói. Đừng tưởng du thuyền lớn mà nghĩ là không sao, nếu cả đàn cá mập cùng tấn công thì sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng, tình huống xấu nhất là chìm, nếu vậy du khách phần lớn chỉ còn đường chết. Này anh bạn, lúc này phiền phức lớn rồi, tôi thấy đám cá mập phóng về phía bên này, sợ rằng cả bầy đang đói và muốn ăn thịt người. Đái Kim lá gan không lớn, hắn chưa nói dứt lời thì đã mắt tròn mắt dẹt. Hạ Thiên trực tiếp nhảy xuống đầu thuyền, hắn còn nói một câu. Tôi đi chơi với cá mập. Đái Kim cảm thấy chóng mặt, tuy hắn không say sóng nhưng bây giờ cực kỳ choáng váng. Chơi cá mập sao? Ba chữ này làm hắn muốn hôn mê, hắn biết tên kia rất châu chó, đã đánh bại thần bài châu Á Cabo, còn tán đổ công chúa Sama, nhưng dù châu chó thế nào cũng không đi chơi với cá mập chứ. Sama thì thật sự kinh hoàng, nàng hô lên, nhưng nàng hô cái gì thì Đái Kim không hiểu, vì nàng nói tiếng Ả Rập. Nhưng Đái Kim hiểu ý nghĩ của nàng, rõ ràng nàng cũng bị dọa vì những hành động của Hạ Thiên. Nàng đang gọi người đến hỗ trợ. Vì vậy mà hai vệ sĩ nhanh chóng chạy đến nhìn xuống biển, nếu nói bọn họ phải đi cứu người, bọn họ cũng không dám, bọn họ chỉ dùng bộ đàm nói vài lời mà thôi.
Lúc này du thuyền đã dừng lại, hoàng tử Bai Di và đám tùy tùng cũng nhanh chóng đi ra bong tàu, mặt khác còn có nhiều du khách xuất hiện. Rõ ràng bọn họ biết chuyện có bầy cá mập xuất hiện, nhưng bọn họ không làm gì được, điều này phải dành cho thuyền trưởng. Nhưng khi đám người nhìn rõ tình cảnh xảy ra trên biển thì trợn mắt há mồm, ai cũng hô lên kinh hoàng. Đái Kim cũng phát hiện vấn đề có chút quỷ dị, có một tên Mỹ dùng giọng tiếng Trung lỏm bỏm nói. Đúng là lợi hại. Đái Kim tuy cảm thấy mình tán gái lợi hại, nhưng lúc này hắn không cua gái, vì vậy hắn biết rõ tên người Mỹ kia không tán thưởng mình. Vì thế hắn tranh thủ thời gian chạy đến bong tàu, hắn nhìn xuống và chợt choáng váng. Một lúc lâu sau Đái Kim mới thì thào. Anh bạn, đúng là trâu hơn chó, con bà nó vinh quang, sợ rằng thằng nào thấy cũng sợ vãi đái. Lúc này Đái Kim mới biết thật sự là Hạ Thiên chơi đùa với cá mập, hơn nữa lại chơi đùa rất vui, hắn đang đứng trên lưng một con cá mập và đánh điên cuồng. Đái Kim lại tiếp tục phát hiện một vấn đề quỷ dị, vì hắn đột nhiên phát hiện ra mình rất đồng tình với lũ cá mập. Con cá mập kia bị Hạ Thiên đánh và đám đồng bạn không thể giúp đỡ gì được, chỉ bia lượn xung quanh. Rõ ràng dù đám cá mập này là ngẫu nhiên đi qua hay muốn tấn công du thuyền, bây giờ chúng nó cũng không quan tâm, vì Hạ Thiên đã là kẻ địch lớn nhất của chúng. Chương 873, thằng đàn ông thần côn người Trung Quốc. Trước đó vì đám cá mập xuất hiện mà người nào cũng căng thẳng, nhưng bây giờ tên bong thuyền người ngày càng nhiều, cũng có rất nhiều du khách quan sát qua cửa sổ. Lúc này chẳng còn ai căng thẳng, ngược lại còn kích thích, thậm chí còn cảm thấy tình cảnh này là thu hoạch lớn nhất của bọn họ khi lên du thuyền. Lúc này trong một gian phòng cũng có hai người đẹp dáng người nóng bỏng đang xem tình cảnh bên ngoài, trang phục của hai cô gái có chút tương tự, nhưng một cô có mái tóc đen, một cô là người phương Tây, rõ ràng cô còn lại là người phương Đông. Huấn luyện viên, chỉ có thấy không, hắn chẳng khác gì thần. Hai người đẹp này chính là Isabella và Ngải Vi Nhi, người nói bây giờ là Isabella. Năng lực rất mạnh, đầu óc của thằng tâm thần, đúng là đàn ông tâm và thần. Ngải Vi Nhi thản nhiên nói. Tuy giọng điệu của nàng rất bình thản nhưng trong lòng cũng thật sự rung động, lần đầu tiên nàng gặp Hạ Thiên, có lẽ vì khi đó hắn bị thương mà ấn tượng của nàng về hắn tuy rất mạnh nhưng không đến mức chẳng thể đánh bại. Đến bây giờ nàng thấy hắn đánh cá mập trên mặt biển, lúc này nàng mới ý thức được hắn là tên khốn khó thể thắng được. Điều này đối với Ngải Vi Nhi là một cảm giác may mắn, nhưng cũng giống như bất hạnh. May vì nàng không cần phải thắng người đàn ông này. Vì bây giờ hắn là đàn ông của nàng, mà không may chính là cả đời này khó thể thoát khỏi hắn, mà nguyện vọng nàng muốn thắng hắn, sợ rằng rất khó thực hiện. Khoảnh khắc này không phải chỉ có Isabella và Ngải Vi Nhi cảm thấy Hạ Thiên là người không bình thường, thậm chí tất cả đám người đang xem cũng thấy như vậy. Hạ Thiên chơi nửa giờ dưới biển, sau đó con cá mập kia bị tra tấn khó chịu nổi mà xoay người bỏ chạy, đám cá mập khác cũng phóng theo. Sau đó mọi người lại thấy một tình cảnh khiếp sợ. Hạ Thiên chạy trên mặt nước như lướt sóng, hắn nhanh chóng đến bên dưới mũi thuyền rồi nhảy dựng lên, trực tiếp rơi lên bong tàu. Trên bong tàu vang lên những tiếng hoan hô dữ dội, đúng là thần kỳ, quá trâu chó. Công chúa Sama cũng hưng phấn ngã vào lòng Hạ Thiên, sau đó nàng không quan tâm bên cạnh có nhiều người mà chủ động hôn hắn. Đến lúc này mọi người không còn ai ghen ghét hắn, vì loại đàn ông trâu chó như vậy phải phối hợp với công chúa Sama. Ánh mắt hoàng tử Bai Di nhìn Hạ Thiên lại càng thêm kỳ quái, vì lúc này hắn càng vững tin Hạ Thiên là quái thú, nếu không thì sao lợi hại như vậy được. Công chúa Sama hôn Hạ Thiên vài phút, cuối cùng hoàng tử Bai Di mới dùng tiếng Ả Rập nói vài câu, Sama tạm thời rời khỏi người Hạ Thiên, vì hoàng tử Bai Di không muốn em gái mình bị thủy quái gây họa. Đến tối thì hoàng tử Bai Di lại càng tin Hạ Thiên là thủy quái, vì tên này lại biến mất. Ba ngày sau du thuyền đến cảng Hong Kong. Khi đó hoàng tử Bai Di cũng không thấy Hạ Thiên xuất hiện. Ủa, anh bạn, xuống rồi sao? Đái Kim đi xuống du thuyền, sau đó hắn thấy một bóng lưng quen thuộc, hắn vội vàng đi lên xem, không phải là Hạ Thiên sao? Đái Kim quay đầu lại thì ngây người, hai người đẹp này ở đâu ra? Trước đó sao hắn chưa từng gặp? Chúng tôi đi trước. Ngải Vi Nhi khẽ nói một câu rồi nhanh chóng kéo Isabella bỏ đi, thậm chí không thèm chào hỏi Đái Kim. Anh bạn! Các cô ấy là ai? Đái Kim không nhịn được phải hỏi. Là vợ tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Đái Kim. Không phải tôi đã nói rồi sao? Đái Kim chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn mới nhớ ra, trước đó Hạ Thiên đã từng nói mình có hai vợ trên thuyền, em nào cũng xinh đẹp. Khi đó Đái Kim còn không tin, nhưng bây giờ cuối cùng hắn cũng tin, người anh em kia không khoác lác, thật sự có bản lĩnh.
Đúng lúc này Hạ Thiên lại nói một câu. Vợ tôi đến rồi, tôi đi trước đây. Đái Kim có chút chóng mặt, không phải vợ của người kia vừa đi sao? Bây giờ lại đến. Đái Kim nhìn về phía Hạ Thiên mà chợt kinh hoàng, quả thật tiểu tử kia có vợ đến đón, nhưng không phải là hai người vừa rồi, là một người đẹp tóc vàng cực kỳ sướng mắt. Dưới cái nhìn chăm chú của Đái Kim, Hạ Thiên nhanh chóng đến bên cạnh người đẹp tóc vàng, sau đó cùng chui vào trong xe, cuối cùng biến mất trong mắt Đái Kim. Lúc này cũng có rất nhiều du khách đi xuống chụp hình Hạ Thiên. Công chúa Sama cũng tìm kiếm Hạ Thiên, đáng tiếc dù là nàng hay người khác đều không thấy hắn, nhưng một truyền thuyết về một tê đàn ông Trung Quốc châu chó đã chậm rãi truyền ra. Một chiếc xe Audi chạy trên đường, lái xe là Mộc Hàm, người ngồi bên cạnh là Hạ Thiên. Trước khi du thuyền cập bến thì Hạ Thiên đã sớm liên lạc với Mộc Hàm, mà Mộc Hàm cũng nói sẽ đến đón hắn. Chồng, cậu có đắc tội với ai trên du thuyền không? Mộc Hàm vừa lái xe vừa nói. Không biết, chỉ ném vài tên xuống biển mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Phía Hong Kong nhận được tin báo, nói trên du thuyền có sát thủ, tên là Hạ Thiên. Mộc Hàm mở miệng nói. Nhưng sự việc này bị tôi bãi bỏ, vì vậy mới không có cảnh sát xuất hiện. À, vậy coi như bọn họ may mắn. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng, cũng có thể nói là đám cảnh sát Hong Kong may mắn, nếu không sẽ bị chồng nàng cho no đòn. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi tiếp tục. Chồng, chúng ta không ra sân bay mà trực tiếp lái xe về Thẩm Quyến, sau đó quay về Giang Hải, thời gian có hơi dài, nhưng sáng mai chúng ta có thể về đến nơi. Vì sao không đi máy bay? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đi máy bay thì tối nay chẳng phải sẽ đến Giang Hải rồi sao? Chồng, máy bay không an toàn. Mộc Hàm có chút chần chừ, vẻ mặt có chút lo lắng. Tuy Mộc Hàm nhanh chóng khôi phục lại như thường nhưng Hạ Thiên vẫn thấy rõ vấn đề, phải biết rằng trước nay hắn luôn quan sát nhạy cảm, hơn nữa 3 ngày trước hắn đã nghi ngờ. Vợ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Chồng, thật sự không có gì, trước tiên về Giang Hải rồi nói sau. Mộc Hàm trả lời. Vợ, tôi biết rõ chị đang gạt tôi, nhưng tôi rất thích chị, vì vậy lần này không đánh mông, nhưng nếu chị còn tiếp tục thì coi chừng bị đánh. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn Mộc Hàm. Chị nói cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chương 874, biến cố liên tiếp. Chồng, tôi không muốn lừa cậu, chỉ muốn chờ cậu quay về Giang Hải rồi nói rõ với những người kia luôn một thể. Mộc Hàm thả chậm tốc độ xe. Nàng dùng ánh mắt bất an nhìn Hạ Thiên, nàng có chút chần chừ, sau đó khẽ cắn môi nói. Giang Hải xảy ra chuyện, nhưng sự việc không quá nghiêm trọng. Bây giờ là cuối tháng 11, Hạ Thiên đã rời khỏi Giang Hải một tháng, thời gian này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Trong một tháng qua Hạ Thiên cơ bản đều ở trên du thuyền xa hoa, thời gian thoải mái, có hai người đẹp tuyệt sắc là Ngải Vi Nhi và Isabella ở bên cạnh, thậm chí còn có cả người đẹp công chúa Sama cùng chơi đùa. Thời gian Hạ Thiên ở trên du thuyền rất thanh nhàn nhưng ở thành phố Giang Hải lại xảy ra không ít chuyện, nhưng cũng như những gì Mộc Hàm nói, không có chuyện gì quá nghiêm trọng. Nhưng khốn nổi cũng vì không quá nghiêm trọng mà cũng được xem làm nghiêm trọng, đặc biệt là đối với Hạ Thiên, những chuyện này đều vì hắn mà đến. Tuy Mộc Hàm trước đó có thể liên lạc với Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không nói cho hắn biết, chỉ cùng các nàng Kiều Tiểu Kiều xử lý mọi chuyện. Vì nàng sợ nói cho chồng biết, hắn sẽ làm ra những hành động kinh người. Nếu không tốt sẽ ảnh hưởng đến an toàn bản thân. Dù sao khi đó hắn cũng đang ở trên biển, Mộc Hàm thấy dù thế nào hắn cũng khó quay về ngay được. Bây giờ Hạ Thiên đã thấy tình huống không đúng, hơn nữa hắn đã về nước, Mộc Hàm cũng không tiếp tục che giấu, nàng nói ra tất cả. Nửa tháng khi Hạ Thiên đi thì Giang Hải rất bình tĩnh, nhưng sau đó sự việc liên tiếp phát sinh, người đầu tiên gặp không may là Vương Tiểu Nha, là bạn gái nhỏ tuổi nhất của Hạ Thiên. Vào một buổi trưa Vương Tiểu Nha đi ra cổng chính trường học, đột nhiên có một tên ăn mày từ đâu xông ra xin tiền Vương Tiểu Nha. Lúc này bên cạnh nàng có vệ sĩ đi theo, khi thấy tình cảnh như vậy thì một tên tiến lên muốn đuổi tên ăn mày đi, đúng lú này tên ăn mày chợt nổ tung. Đúng vậy, là tên ăn mày nổ tung, tất nhiên thứ phát nổ chính là bom trên người hắn. Tên ăn mày nổ chết, hai tên vệ sĩ của Vương Tiểu Nha thì một chết ngay tại chỗ, một tên kịp đè Vương Tiểu Nha xuống đất, bản thân tên này cũng bị thương. Đến bây giờ vẫn hôn mê trong bệnh viện, cũng không biết có hoàn toàn qua khỏi nguy hiểm hay không. Nhưng tên vệ sĩ kia hy sinh cũng không uổng, Vương Tiểu Nha không việc gì, chỉ có chút chảy ra, đồng thời cũng có chút kinh hãi.
Vương Tiểu Nha gặp chuyện không may thì dù là Kiều Tiểu Kiều hay Mộc Hàm cũng ý thức được vấn đề chĩa về phía Hạ Thiên, cảnh sát Giang Hải cũng coi đây là một vụ khủng bố tập kích. Một tuần sau lại có người gặp chuyện không may, lần này người đó chính là Tôn Hinh Hinh. Địa điểm Tôn Hinh Hinh gặp chuyện không may chính là lúc tan tầm về nhà, bình thường nàng chạy chiếc Ferrari được Hạ Thiên tặng để đi về, nhưng khi chạy qua một ngã rẽ, đột nhiên có một chiếc xe phóng thẳng đến với tốc độ rất cao. Tôn Hinh Hinh lúc đó còn chưa thấy rõ sự kiện thế nào, nhưng lái xe kiêm vệ sĩ đi theo lại thấy rất rõ. Bọn họ thấy chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc và phóng về phía chiếc Ferrari của Tôn Hinh Hinh, rõ ràng là cố ý tạo ra tai nạn giao thông. Nhưng lúc đó cũng may vệ sĩ phía sau có phản ứng nhanh, bọn họ trực tiếp phóng lên tông vào chiếc xe phía trước. Lái xe bên kia tử vong, Tôn Hinh Hinh bình yên vô sự, vệ sĩ căn bản không thương tích gì. Nhưng chuyện lần này làm cho Kiều Tiểu Kiều và Mộc Hàm ý thức được có điều không đúng. Sự kiện lần này cho thấy đối phương có ý đồ và hành vi rõ ràng, điều này làm các nàng nghi ngờ, trước đó Vương Tiểu Nha gặp chuyện không may cũng chẳng phải ngẫu nhiên, có lẽ cũng đến vì Hạ Thiên. Mộc Hàm và Kiều Tiểu Kiều bắt đầu điều tra hai sự kiện trên, đồng thời còn đẩy mạnh bảo vệ. Nhưng 4 ngày trước, cũng chính là ngày mà Mộc Hàm điện thoại cho Hạ Thiên trên du thuyền, lại có người xảy ra chuyện. Lần này người gặp chuyện không may làm cho Mộc Hàm cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm cho Kiều Tiểu Kiều trở tay không kịp, vì đó là một trong những người đáng lý ra sẽ ít khả năng gặp chuyện không may nhất. Người gặp chuyện không may trong tối hôm đó lại chính là Sở Giao, bây giờ nàng là chị hai của giới anh chị thành phố Giang Hải, là đại tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần nói một câu cũng làm cho đại nhân vật phải tan thành mây khói. Sở Giao không những trong sáng ngoài tối đều có người bảo vệ, hơn nữa bản thân cũng có năng lực mạnh. Theo lý thì phải là người an toàn nhất mới đúng. Nhưng nàng lại xảy ra chuyện, khốn nổi tình huống của nàng lại khác biệt với Tôn Hinh Hinh và Vương Tiểu Nha. Vương Tiểu Nha thiếu chút nữa bị nổ chết, Tôn Hinh Hinh thiếu chút nữa bị tông chết, mà Sở Giao lại giết một người, cụ thể nàng giết một người trước mắt nhiều người. Khi sự việc phát sinh thì Sở Giao đang ở trong một quán bar, là một sản nghiệp của nhà họ Sở, lúc đó nàng nghe nói trong quán có người đánh nhau, nàng đang ở gần đó và cảm thấy nhàm chán nên chạy đến xử lý. Trước khi nàng đến quán bar không lâu thì mọi việc đều bình thường, nhưng vấn đề là ngay sau đó thì sự việc mất đi kiểm soát. Một tên rút súng chĩa vào người Sở Giao, sau đó nàng vung phi đao cắm giữa họng đối phương, tên này mất mạng ngay tại chỗ. Tình cảnh ra tay của Sở Giao được nhiều người nhìn thấy, vì vậy Sở Giao bị đưa về đồn cảnh sát. Trong vụ án của Sở Giao bây giờ được giao cho chị Băng Băng, chuyện này huyên náo rất lớn, truyền thông đưa tin, khắp nơi đều loạn. Chủ tịch Tống Kim Bình cũng nói nhất định phải phá án công bằng, cho công chúng một câu trả lời thích đáng. Vì vậy bây giờ sự việc rất phiền toái, Tiểu Kiều trước tiên định bảo lãnh cho Sở Giao nhưng cuối cùng lại không có biện pháp, việc này ngay cả Cục trưởng Cục Công an tỉnh là Hào Đồ cũng bó tay. Nhưng chồng yên tâm, Sở Giao tạm thời không việc gì, nàng đang được bảo vệ trong gian phòng tốt nhất, cũng có người chăm sóc, không có vấn đề về an toàn. Hạ Thiên không lên tiếng, giống như đang suy xét vấn đề. Chồng. Cậu không sao đấy chứ? Mộc Hàm thấy Hạ Thiên không nói thì có chút lo lắng. À, không có gì, vợ cứ lái xe, chúng ta nên sớm quay về Giang Hải. Trước tiên tôi cứu vợ ra, sau đó sẽ tìm và xử lý đám người muốn hại vợ tôi. Hạ Thiên thật ra rất tức giận, hắn tưởng chỉ cần xử lý Ngụy Gia Hoa thì sẽ không còn ai dám đụng vào vợ mình, nhưng bây giờ xem ra vẫn vô dụng, lần sau phải xử lý mạnh tay hơn. Chương 875, giống như gặp được thần tiên. Chồng, còn nhớ cô tiếp viên Trương Mai muốn hạ độc và gài bom cậu trên máy bay không? Mộc Hàm tăng tốc độ và mở miệng hỏi. Nhớ, người quái gì kia không phải đã chết rồi sao? Hạ Thiên buồn bực hỏi. Chẳng lẽ cô ta đã sống lại? Chồng, cô ta tất nhiên không có khả năng sống lại, nhưng sau khi tôi điều tra thân phận của cô ta, phát hiện cô ta từng có một người em làm cảnh sát. Mộc Hàm nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó nàng tiếp tục. Em gái của cô ta trước kia là thủ hạ của Tiếu Trấn Nam, chính là một trong đám cảnh sát mà bị cậu xử lý vào đêm hôm đó. Như vậy cô ta không phải người do Ngụy Gia Hoa kia phái đến sao? Hạ Thiên lầm bầm. Bây giờ tôi đã xử lý tên ngốc kia nhưng vẫn có người đến tạo ra phiền toái, có phải người nhà của tên ngốc kia làm hay không? Nếu đúng thì tôi cần phải đi đến Toronto nữa không? Chồng. Về chuyện Ngụy Gia Hoa bị giết, lúc đó có người trong nước nói cho cảnh sát Canada là cậu ra tay, nhưng sau này căn cứ chúng ta can thiệp, hơn nữa bọn họ cũng không điều tra ra bất kỳ chứng cứ gì, vì vậy bây giờ phía Canada và Mỹ đã hủy lệnh truy nã với cậu.
Mộc Hàm nhanh chóng nói. Yêu Yêu truy tìm tin tức tài khoản của Ngụy Gia Hoa, cô ấy phát hiện tiền từ trong nước đưa đến tay hắn lại chảy về nước, nhưng cuối cùng thì tiền đi về đâu, cô ấy cũng không thể điều tra ra được. Nhưng cô ấy nói cha của Ngụy Gia Hoa là Ngụy Hướng Đông cũng không biết được những hành vi của con mình. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra sau khi Ngụy Gia Hoa bị giết thì chúng ta luôn xem xét động tĩnh của Ngụy Hướng Đông, dù lão tạo ra áp lực cho các phía điều tra hung thủ nhưng cũng không có hành vi quá khích. Khi Vương Tiểu Nha và Tôn Hinh Hinh gặp chuyện không may thì Ngụy Hướng Đông cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường, vì vậy tôi thấy không liên quan gì đến Ngụy Gia Hoa. Chẳng lẽ là do đám cảnh sát bị tôi xử lý trước đó? Hạ Thiên bắt đầu suy tư, đối với hắn thì đối phó với đám người kia là không khó, khó khăn chính là làm sao tìm ra được đối phương. Cũng giống như Ngụy Gia Hoa, muốn tìm được và tìm đúng địa điểm là không dễ dàng, nhưng vấn đề là bây giờ hắn không biết gì về đối phương. Một đám quỷ nhát gan. Hạ Thiên trong lòng thầm mắng một câu. Chồng, tôi cũng đã suy xét qua vấn đề này, đã cho người điều tra tất cả thân nhân của đám cảnh sát không may kia, ngoài Trương Mai thì những người khác đều bình thường. Nhưng chuyện này rất kỳ quái, vì dựa theo lẽ thường thì sự kiện đêm đó phải giữ bí mật mới đúng, tình huống công bố ra ngoài chỉ có thể là hy sinh khi làm nhiệm vụ, biết rõ sự thật chỉ có một vài người mà thôi. Mộc Hàm cũng rất khó hiểu. Tôi đã kiểm tra nhật ký điện thoại của Trương Mai, trong đó có một số điện thoại lạ liên lạc với cô ấy nhiều lần, đáng tiếc là lần theo số điện thoại đó mà chẳng điều tra được gì. Tiểu Yêu Tinh cũng không điều tra được sao? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Yêu Yêu cũng không có biện pháp, đối phương rất cẩn thận, sử dụng xong thì hủy, sau khi Trương Mai chết thì dãy số kia không còn được sử dụng. Xem ra đối phương rất quen thuộc chúng ta, thậm chí còn biết được sự tồn tại của Yêu Yêu, vì vậy không tạo ra dấu vết để tìm được tung tích. Mộc Hàm nhanh chóng nói. Còn tên tài xế hôm đó định tông xe Tôn Hinh Hinh, cộng cả tên bị sở dao đâm chết, bên trong điện thoại cũng có liên lạc với những dãy số lạ. Vì vậy tôi nghi ngờ có người đứng sau màn bày ra những sự kiện này, mà vấn đề bây giờ chính là chúng ta không tìm được manh mối gì của kẻ này. Tôi nhất định sẽ tìm ra tên ngốc kia, sau đó xử lý hắn. Hạ Thiên tức giận nói, rõ ràng đám người này dám làm hại vợ hắn, hơn nữa còn ra tay liên tiếp, đúng là không coi hắn ra gì. Nếu hắn không tìm ra đám khốn kiếp kia, người khác sẽ cho rằng hắn không bảo vệ được vợ mình, như vậy còn mặt mũi gì nữa. Ừ, chúng ta nhất định sẽ tìm ra tên khốn đứng sau màn. Mộc Hàm khẽ gật đầu, nàng cũng có lòng tin, tên kia khó thể nào trốn mãi được, thế nào cũng có lúc lộ dấu vết. Hơn 14 giờ tiếp theo Hạ Thiên và Mộc Hàm không nói lời nào, nguyên nhân rất đơn giản, xe chạy trên đường cao tốc, Mộc Hàm chuyên tâm lái xe, Mộc Hàm thì ngủ trên ghế lái phụ. Hắn muốn ngủ một giấc, đợi đến khi quay về Giang Hải sẽ tìm và xử lý đám khốn kiếp kia. Khi Hạ Thiên thức dậy thì đã là sáng sớm hôm sau, Mộc Hàm chạy xe một đêm, tinh thần cũng không tệ, tất nhiên tất cả đều là công lao cải tạo cơ thể của Hạ Thiên. Vợ, đã đến chưa? Hạ Thiên mở to mắt, hắn buồn bực hỏi một câu, đồng thời còn quay đầu nhìn khắp chung quanh, sau đó có chút buồn bực. Còn chưa tới à, vợ, sao chị lại dừng xe ở đây? Phía trước có tai nạn giao thông. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Hình như có mười mấy chiếc xe tông vào nhau, đường bị chặn. Bây giờ xảy ra tai nạn xe cũng không có gì kỳ quái, vì sáng nay có nhiều sương mù, hơn nữa có nhiều người không giảm tốc độ khi đi trong sương, càng không biết giữ khoảng cách thích hợp với xe phía trước, vì vậy mà xe nối đuôi tông vào nhau. Như vậy phải đợi sao? Hạ Thiên không khỏi hỏi. Chồng, tôi cũng không hiểu rõ tình hình cụ thể. Nếu không cậu cứ ngồi trên xe, tôi xuống xem thế nào. Mộc Hàm mở cửa chuẩn bị xuống xe. Tôi đi xuống mở đường là được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nếu không bọn họ làm chậm trễ thời gian mất. Điều này, chồng, nếu có người bị thương nặng cậu có thể ra tay cứu chữa, coi như giúp bọn họ một lần. Mộc Hàm không khỏi nói thêm một câu. Mộc Hàm còn chưa nói dứt lời thì Hạ Thiên đã xuống, chưa đến 5 phút sau hắn đã lên xe, hắn nói với Mộc Hàm. Vợ, chúng ta có thể đi. Mộc Hàm ngẩn ngơ, nàng không truy vấn tình huống, chỉ chạy xe về phía trước, sau đó nàng phát hiện con đường không có gì. Trời, có phải mình chưa tỉnh ngủ, hay gặp được thần tiên? Một tên lái xe vừa xảy ra tai nạn thì thào nói, vốn hắn bị xe tải đè lên xe của mình, đồng thời cũng chắn ngang đường. Kết quả là có một người chạy đến nhấc xe tải lên, cứu hắn ra, sau đó lại biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Chương 876, anh đến đón vợ ra ngoài.
Tai nạn trên đường cao tốc có thể nói là không có ý nghĩa với Hạ Thiên, hơn 9 giờ sáng thì hắn và Mộc Hàm chính thức tiến vào thành phố Giang Hải, đối với hắn thì coi như đã về nhà. Bây giờ là cuối tháng 11, sẽ nhanh chóng vào tháng 12, thành phố Giang Hải tiến vào mùa đông, đặc biệt là buổi sáng nhiệt độ rất thấp, người đi đường cũng ăn mặc dày hơn. Nhưng Hạ Thiên vẫn ăn mặc theo phong cách cũ, dù là lạnh hay nóng thì đối với hắn chẳng có gì khác nhau, hắn trời sinh là đông ấm hè mát, là điều hòa tốt nhất. Chồng, có đến chỗ Tiểu Kiều trước hay không? Sau khi lái xe vào nội thành Giang Hải thì Mộc Hàm mở miệng hỏi. Vợ, chị biết Giao Giao bị nhốt ở đâu không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi một câu. Có lẽ cô ấy vẫn còn ở trại tạm giam số 1 thành phố Giang Hải. Mộc Hàm trả lời. À, là nơi trước kia đã từng giam Lưu Thái Hà. Hạ Thiên cũng đã nghe nói về nơi đó một lần, nhưng hắn chưa từng đi qua, vì vậy mới hỏi một câu. Vợ, chị biết đường đi đến đó không? Biết, chồng, cậu muốn đến đó ngay sao? Mộc Hàm nhanh chóng hiểu ý của Hạ Thiên. Hạ Thiên gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn cứu Giao Giao ra ngoài. Có nên nói với Băng Băng một tiếng không? Mộc Hàm có chút chần chừ. Thật ra với thân phận ám tổ mà muốn đưa Sở Giao ra ngoài cũng không khó, nàng sở dĩ làm như vậy vì kiêng kỵ Lãnh Băng Băng ở bên kia. Dù sao vụ án này là do Lãnh Băng Băng phụ trách, nếu làm không tốt thì Lãnh Băng Băng khó thể báo cáo công tác. À, được, tôi đã đồng ý với cảnh sát tỷ tỷ, khi về đến nhà nhất định điện thoại cho chị ấy. Hạ Thiên nhớ đến chuyện này. Vợ, trước tiên chị chạy đến trại tạm giam, tôi sẽ điện thoại cho cảnh sát tỷ tỷ. Ừ, được. Mộc Hàm nhanh chóng đồng ý, sau đó nàng chạy về phía trại tạm giam. Hạ Thiên lấy điện thoại đã lâu không dùng ra, hắn mở nguồn và điện thoại cho Lãnh Băng Băng. Điện thoại vang lên 2 tiếng, Lãnh Băng Băng nhận máy. Cậu về rồi à? Hạ Thiên còn chưa nói thì Lãnh Băng Băng đã hỏi. Đúng vậy, vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi vừa về Giang Hải đã điện thoại cho chị. Hạ Thiên không khỏi khoe thành tích. Chị xem tôi tốt với chị thế nào? Cậu về thành phố Giang Hải rồi à? Lãnh Băng Băng không để ý câu nói cuối cùng của Hạ Thiên, nàng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, tôi đã trở lại. Hạ Thiên dùng giọng khẳng định trả lời. Bên này có chút chuyện, Mộc Hàm nói cho cậu biết rồi chứ? Lãnh Băng Băng chần chừ một chút rồi hỏi. Tôi biết rồi, tôi đang ở trên xe của chị ấy. Hạ Thiên trả lời. Đúng rồi, vợ cảnh sát tỷ tỷ, bây giờ tôi muốn đến trại tạm giam đón Giao Giao ra ngoài. Lát nữa sẽ đến tìm chị. Cái gì, cậu muốn đến trại tạm giam cướp Sở Giao đi ra sao? Lãnh Băng Băng chợt kinh hoàng, sau đó nàng khẽ hỏi. Cậu đừng làm sằng bậy, cậu làm vậy là cướp ngục, không tốt sẽ rất phiền, khi đó Sở Giao khó thể rửa sạch tội danh. Cảnh sát tỷ tỷ, chị nghe lầm rồi, tôi đến đón Giao Giao ra ngoài, không phải đến cướp. Hạ Thiên biết Lãnh Băng Băng nghe lầm, sau đó hắn giải thích một câu, cuối cùng bổ sung thêm. Nhưng nếu bọn họ không để tôi đón vợ Giao Giao ra ngoài, tôi sẽ cướp ra. Hạ Thiên nói đến đây thì an ủi Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ yên tâm, tôi không sao. Nói nhảm, tất nhiên tôi biết cậu không sao, nhưng nếu cậu làm như vậy thì cả đời Giao Giao sẽ là kẻ trốn ngục. Lãnh Băng Băng tức giận nói, nàng không có thời gian lo cho hắn, nàng hiểu rõ bản lĩnh của hắn, nếu hắn có việc thì chỉ sợ nàng có lo cũng vô dụng. Không sao. Dù cô ấy là tội phạm bỏ chạy thì cũng không ai dám bắt lại, nếu bắt thì tôi sẽ cho ăn đòn. Hạ Thiên tuyệt đối không quan tâm. Cô ấy là vợ tôi, sao có thể cho ngừa ta nhốt lại? Tôi muốn đưa cô ấy ra. Tùy cậu vậy. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, nàng cúp điện thoại. Hạ Thiên lầm bầm. Cảnh sát tỷ tỷ nhất định là cảm thấy mình không đến gặp chị ấy lần đầu tiên nên tức giận, nhưng không sao, sau khi mình đưa Giao Giao ra khỏi trại giam. Mình sẽ đến tìm cảnh sát tỷ tỷ, đến lúc đó chị ấy sẽ vui lại thôi. Mộc Hàm không khỏi lắc đầu, chồng nàng biết rõ Lãnh Băng Băng không tức giận vì vấn đề như vậy nhưng vẫn nói như thế, đúng là không có biện pháp. Tất nhiên Mộc Hàm cũng quen khi Hạ Thiên như vậy, vì thế nàng không nói gì mà tiếp tục lái xe. Không lâu sau nàng đã đến đích, đó là trại tạm giam số 1 thành phố Giang Hải. Trại tạm giam số 1 này chuyên dùng để giam nữ phạm nhân. Cũng vì thế mà trước đó Lưu Thái Hà bị đưa vào đây, lúc này Sở Giao cũng vậy. Mộc Hàm dừng xe, Hạ Thiên đẩy cửa bước xuống, sau đó hắn lớn tiếng quát. Này, mở cửa ra. Gào thét cái gì vậy? Tên bảo vệ trước cổng quát lên nghiêm nghị. Anh là Hạ Thiên, anh đến đón vợ ra ngoài.
Hạ Thiên mở miệng nói. Anh cho các chú một cơ hội, lập tức thả vợ anh ra, nếu không anh hủy trại tạm giam này. Cậu chính là Hạ Thiên. Vẻ mặt tên bảo vệ cổng chợt biến đổi lớn, sau khi Sở Giao bị đưa vào đây thì đám người trong trại tạm giam đều run như cầy sấy, bọn họ vừa lo lắng thủ hạ của nàng đến quấy rối, vừa sợ nhất chính là Hạ Thiên. Quan hệ giữa Sở Giao và Hạ Thiên có lẽ người ngoài không biết, nhưng đám người trong trại tạm giam lại biết. Trước đó bọn họ luôn sợ Hạ Thiên đến quấy rối, nhưng những ngày trước không có động tĩnh, sau đó bọn họ biết được một tin tức, thì ra Hạ Thiên đã rời khỏi Giang Hải từ lâu. Sau khi biết được tin tức này thì đám người trong trại tạm giam không khỏi thở dài, đám bảo vệ cũng như vậy, nhưng hôm nay Hạ Thiên vốn rời khỏi Giang Hải đã quay lại. Tên bảo vệ không khỏi có một ý nghĩ, Hạ Thiên không phải vì Sở Giao bị giam mà chạy về đấy chứ. Nếu là thật thì chuyện kia rất phiền. Nói nhảm, trừ anh ra thì còn ai dám tự nhận như vậy. Hạ Thiên bất mãn nói. Mau lên, anh còn bận nhiều việc, nếu không tự động thả vợ anh ra, anh sẽ trực tiếp vào lấy người. Điều này, Hạ Tiên Sinh, mời, xin mời anh chờ chút, tôi sẽ báo cáo với đồn trưởng. Tên bảo vệ không dám ngăn cản Hạ Thiên, nhưng hắn không có gan thả người, hắn chỉ có thể đổ hết vấn đề lên người kẻ khác. Được rồi, cho chú 3 phút, nếu Giao Giao còn chưa xuất hiện thì tôi trực tiếp đi vào tìm. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, hắn vừa nói dứt lời thì tên bảo vệ cũng chạy đi. Chương 877, em còn nói tục sao? Chồng! Thật ra chúng ta dùng danh nghĩa ám tổ đưa người đi thì băng băng bên kia sẽ dễ nói hơn. Mộc Hàm lúc này cũng xuống xe đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng coi như đã thấy được uy lực của chồng ở thành phố Giang Hải, chỉ cần nói tên thì đám bảo vệ trại giam đã sợ chạy mất. Không có gì, nếu ai dám nói này nói nọ với cảnh sát tỉ tỉ, tôi sẽ đánh hắn. Hạ Thiên không quan tâm đến vấn đề này, hắn nhìn giờ, chỉ cần đến đúng giờ hắn sẽ vào đón người. 3 phút trôi qua rất nhanh nhưng Hạ Thiên còn chưa thấy Sở Giao, vì vậy mà trong lòng cảm thấy bức bối. Tuy cửa trại giam bây giờ không khóa, nhưng hắn vung tay bất mãn đã đẩy ngã cửa sắt, những âm thanh ầm ầm vang lên làm kinh động không ít người. Nhưng đám người kia không dám bước ra, vì bọn họ biết người đến là Hạ Thiên danh tiếng lẫy lừng thành phố Giang Hải, lúc này bọn họ muốn tránh xa một chút, nào dám gây phiền cho Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, chờ chút. Sở tiểu thư sẽ lập tức đi ra, sẽ ra ngay. Đúng lúc này tên bảo vệ chạy ra không kịp thở. Đồn trưởng đang xin chỉ thị bên trên, sẽ ra ngay. Anh không có thời gian chờ các chú. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Tự tôi đi tìm người. Điều này, nếu không tôi đưa ngài ra ngoài nhé. Tên bảo vệ hạ giọng. Hạ Tiên Sinh, mời ngài theo tôi. Thật ra tên bảo vệ hành động như vậy là theo ý của tên đồn trưởng. Vì không có kẻ nào có gan tiết ra người, tên đồn trưởng lại không dám đắc tội với Hạ Thiên, vì vậy mới dùng chiêu này. Hắn trực tiếp đưa Hạ Thiên đến nơi giam giữ Sở Giao, sau đó cho Hạ Thiên đưa Sở Giao đi, vì vậy cũng coi như không xoa, vì ai cũng biết bị Hạ Thiên cướp đi một người, với năng lực của Hạ Thiên thì không ai coi đó là chuyện dọa người. Dù không được tên bảo vệ dẫn đường thì Hạ Thiên vẫn có thể tìm được Sở Giao, nhưng có đối phương dẫn đường thì hắn chắc chắn sẽ tìm được nhanh hơn. Hạ Tiên Sinh, Sở tiểu thư ở đây, chỗ này là EPA phòng giam tốt nhất của chúng tôi, cũng không khác gì khách sạn. Tên bảo vệ lúc này không quên nịnh nọt Hạ Thiên, để người này biết Sở Giao không bị bạc đãi. Nhưng Hạ Thiên không có hứng thú nghe nói nhảm, hắn tung một cước đá văng cửa phòng giam. Tên khốn nào dám quấy rối giấc ngủ của bà, có tin bà dùng dao chém. Một âm thanh bất mãn vang lên, người nói tất nhiên là Sở Giao. Phòng giam của nàng quả nhiên có điều kiện không sai. Nàng không lo lắng đến an toàn của mình, nếu không bây giờ nàng sẽ không còn ngủ, dù sao cũng đã hơn 9 giờ. Vợ Giao Giao, em còn nói thô tục. Hạ Thiên có chút bất mãn. Trước tiên anh đưa em về, sau đó sẽ đánh mông. Sao? Sở Giao đang mơ hồ nhưng nghe thấy như vậy thì chợt thanh tỉnh, sau đó nàng hưng phấn phóng về phía Hạ Thiên, đồng thời còn hét lên một tiếng. Chồng! Âm thanh của Sở Giao quá lớn, thiếu chút nữa đã làm cho tên bảo vệ điếc tai. Người này vô thức che lỗ tai, sau đó hắn thấy Hạ Thiên bế Sở Giao lên đi ra ngoài. Cứ như vậy Hạ Thiên ôm Sở Giao đi ra trước ánh mắt của rất nhiều người trong trại giam, cả quãng đường hắn đi ra cũng không đụng mặt người nào, đám người trong trại giam đều trốn sang một bên, không ai dám chặn trước mặt hắn. Chồng, anh về khi nào? Em đúng là quá tuyệt, đám người này không dám đứng ra ngăn cản. Sở Giao dùng hai tay ôm cổ Hạ Thiên,
trong miệng liên tục nói, rõ ràng nàng không có giác ngộ sống sót sau tai nạn, từ đầu đến cuối nàng cũng chưa thấy mình chính thức gặp kiếp nạn. Anh vừa về. Hạ Thiên ôm Sở Giao ra khỏi trại giam, Mộc Hàm đang chờ ngoài cổng, lần này nàng cũng không theo Hạ Thiên đi vào. Ủa, chị Hàm cũng tới à? Khi thấy Mộc Hàm thì Sở Giao chợt ngẩn ngơ, bây giờ nàng cũng coi như có quen biết với Mộc Hàm. Thật ra một tháng Hạ Thiên không có mặt ở Giang Hải đã xảy ra rất nhiều chuyện, vì vậy các bà vợ trở nên quen biết lẫn nhau, vô tình cũng là chuyện tốt cho Hạ Thiên. Trở về nhà rồi nói. Mộc Hàm cười nhạt một tiếng rồi lên xe. Hạ Thiên và Sở Giao lên xe, lúc này Mộc Hàm lại nói. Chồng, chúng ta đưa Sở Giao về nhà rồi sau đó sau lại chỗ của Tiểu Kiều sao? Bây giờ có lẽ Tiểu Kiều còn chưa biết anh đã quay về. Hạ Thiên còn chưa nói thì điện thoại đã vang lên, thì ra là Lãnh Băng Băng điện thoại đến. Cảnh sát tỷ tỷ nhớ tôi, vì vậy tôi phải đến chỗ chị ấy trước. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn nhận điện thoại. Hắn cũng không đợi Lãnh Băng Băng bên kia mở miệng, hắn nói ngay. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị đừng vội, tôi sẽ đến tìm chị ngay. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó mới vang lên giọng nói của Lãnh Băng Băng. Vậy thì được. Tôi đang ở cục công an, cậu đến đây đi, chúng ta nói sau. Lãnh Băng Băng nói xong câu đó thì cúp điện thoại, lúc này Hạ Thiên cũng không quan tâm, dù sao hắn cũng sẽ lập tức đến gặp vợ cảnh sát tỷ tỷ. Chồng, bây giờ cậu muốn đến chỗ chị Băng Băng sao? Mộc Hàm lại hỏi. Nếu không tôi đưa cậu qua nhé? Không cần, tự tôi chạy đến là được, chị đưa vợ Giao Giao về, sau đó ngủ một giấc, tối qua chị chưa ngủ. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Hắn quyết định tự mình chạy đi. À, vậy thì được. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Vợ Giao Giao, trước tiên em cũng nên về ngủ một giấc, đợi đến tối anh sẽ đi tìm đám ngu ngốc dám đối phó với chúng ta. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn đi xuống xe. Trước tiên tôi đi tìm cảnh sát tỷ tỷ. Hạ Thiên nói chưa dứt lời thì biến mất trong tầm mắt Mộc Hàm và Sở Giao, lúc này Mộc Hàm cũng khởi động xe chạy về hướng khác. Lúc này trong phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch Tống Kim Bình vừa nhận được một cú điện thoại. Chủ tịch Tống, trại tạm giam bên kia vừa truyền đến tin tức, Hạ Thiên vừa mới cưỡng chế mang Sở Giao ra ngoài. Người trong điện thoại tỏ ra rất tức giận. Hạ Thiên này rõ ràng là thông thiên. Tôi biết rồi. Giọng điệu của Tống Kim Bình rất bình thản, lão chỉ nói một câu đơn giản rồi cúp điện thoại. Nhưng sau đó lão lại cầm điện thoại và bấm một dãy số. Ninh Tiểu Thư, là tôi, Tống Kim Bình. Lúc này giọng điệu của Tống Kim Bình rất khách khí và chậm rãi, cũng có thể nói là cung kính. Tôi vừa nhận được báo cáo, Hạ Thiên đã quay về Giang Hải. Chương 878, đừng quấy rầy chúng tôi hôn môi. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào phân cục công an quận Đông, cả đường đi cực kỳ thông suốt, hắn đến phòng làm việc của Lãnh Băng Băng, sau đó phát hiện nàng đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, hình như đang ngây người. Vì Hạ Thiên đến với nhịp tiến rất nhẹ nên Lãnh Băng Băng không phát hiện ra, nàng vẫn đứng lặng nơi đó, không biết đang suy nghĩ về vấn đề gì. Hơn một tháng không gặp mà Lãnh Băng Băng không có gì khác biệt so với trước đó, nàng vẫn mặc chế phục cảnh sát, tuy bây giờ là đầu đông, quần áo của nàng dày hơn một chút nhưng vẫn khó thể che giấu dáng người tuyệt vời. Lúc này những đường cong duyên dáng, cặp mông mẩy, hai chân thon dài, tất cả đều bùng ra lực hấp dẫn kinh người. Dù trên người bùng ra khí tức lạnh lùng nhưng mỗi người đàn ông gặp mặt chỉ sợ sẽ sinh ra xúc động muốn nhào về phía nàng. Nhưng trên đời này người đàn ông có diễm phúc được ôm Lãnh Băng Băng chỉ có một, mà khoảnh khắc này hắn đã lặng lẽ đi đến sau lưng nàng, sau đó hắn chậm rãi duỗi hai tay ra, cuối cùng ôm lấy vòng eo của nàng cực kỳ bất ngờ. Lãnh Băng Băng đầu tiên cảm thấy kinh hoàng, thân thể mềm mại chợt cứng nhắc, nhưng một giây sau nàng đã khôi phục lại như thường, nàng xoay đầu dùng ánh mắt có chút tức giận nhìn Hạ Thiên. Cậu dù thật sự muốn cướp Sở Giao từ trại tạm giam ra ngoài, chẳng lẽ không biết an phận một chút sao? Với bản lĩnh của cậu thì cướp một người ra ngoài cũng chẳng ai phát hiện ra, làm gì phải cho mọi người đều biết. Bây giờ thì tốt rồi, ai cũng biết sự kiện này. À, tôi cho đám ngu ngốc kia biết rõ mình đã quay về, như vậy bọn họ sẽ đến tìm tôi, sau đó tôi sẽ xử lý tất cả. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Dù là ai đối phó với cậu, bọn họ sẽ không bao giờ dám đến tìm cậu. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cậu xem những đứa khác đều là thằng ngu sao? Biết rõ đến sẽ chết, bọn họ đến tìm cậu sao? Mộc Hàm nói những chuyện lần này không liên quan gì đến tên Ngụy Gia Hoa ở Canada,
thủ đoạn của người này cũng giống Ngụy Gia Hoa là uy hiếp cậu nhưng lại khó đối phó hơn rất nhiều. Mục đích của Ngụy Gia Hoa là uy hiếp cậu, người này thì rõ ràng là trả thù cậu, hắn căn bản không uy hiếp, cũng không trực tiếp tham dự, cậu có thể trực tiếp tìm đến Ngụy Gia Hoa nhưng đừng hòng tìm được người này. Tôi khẳng định có biện pháp tìm được tên ngu kia. Hạ Thiên lại tin tưởng 10 phần, hắn cảm thấy đây chỉ là vấn đề thời gian, tạm thời tìm không thấy chẳng có nghĩa là tìm mãi không thấy. Hơn nữa trước đó hắn chưa trở về và tên ngốc kia còn âm thầm hại vợ hắn, bây giờ hắn đã về, tên ngốc kia nếu còn hại vợ hắn sẽ tìm ra được. Sở Giao bây giờ đang ở đâu? Lãnh Băng Băng trần trừ một chút rồi hỏi. Có lẽ đã về nhà. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, đừng nói đến điều này, tôi thật sự nhớ chị. Dù cô ấy ở đâu, tốt nhất hãy nói rõ để cô ấy cố gắng đừng hiện thân, tốt nhất nên trốn trong nhà, nếu không. Lãnh Băng Băng còn chưa dứt lời thì đã bị chặn miệng. Hạ Thiên không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, bây giờ hắn chỉ muốn nói chuyện tình cảm với vợ cảnh sát tỷ tỷ, vì vậy hắn dứt khoát hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng, hắn cố gắng mút phần nước thơm ngon của quả ngọt. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, lưu manh này vẫn là như vậy, không biết nói chuyện chính sự với nàng sao. Xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng hắn tỏ ra không quan tâm, còn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Lãnh Băng Băng tức giận thì tức giận nhưng vẫn không vùng vẫy, nàng bị động để cho Hạ Thiên hôn vài giây rồi bắt đầu có phản ứng, nàng ôm lấy Hạ Thiên, bắt đầu hôn đáp trả. Dù nàng không nói gì nhưng thật ra trong lòng rất nhớ về hắn, trong vòng một tháng nàng thường nhớ về hắn, hắn không ở thành phố Giang Hải thì nàng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nàng cũng nghe được đám người trong cục công an nghị luận, tháng này nàng cũng như tên, càng thêm lạnh lùng. Phòng làm việc của Lãnh Băng Băng cũng không đóng cửa. Vì vậy chỉ cần có người đi qua là có thể thấy được tình huống bên trong. Vì vậy cho nên vài phút sau toàn cục công an đã biết Hạ Thiên quay về, lúc này hắn đang thực hiện màn, khóa môi, dài cả thế kỷ với đại mỹ nữ cảnh sát. Đây quả thật là nụ hôn thế kỷ, hai người ôm hôn nhau cả 10 phút, Hạ Thiên cũng không muốn buông Lãnh Băng Băng ra. Vì nguyên nhân thân thể đã được Hạ Thiên tẩy tủy nên bây giờ Lãnh Băng Băng hô hấp rất tốt, đến bây giờ nàng vẫn chưa cảm thấy hít thở không thông. Ngược lại còn cảm giác được hai bàn tay không thành thật của hắn, bắt đầu tuần tra tới lui trên những bộ vị quan trọng của nàng. Nàng thật sự có xúc động đẩy Hạ Thiên ra, vì cửa phòng còn chưa đóng, lưu manh này ra tay cũng không chịu chú ý trường hợp cụ thể. Điện thoại trên bàn công tác chợt vang lên, đây là cái cớ rất tốt để Lãnh Băng Băng đẩy Hạ Thiên ra, đồng thời nàng thở gấp nói một câu. Tôi tiếp điện thoại, nhưng Lãnh Băng Băng còn chưa dứt lời thì Hạ Thiên đã nhận điện thoại, sau đó hắn nói một câu. Này, tôi và cảnh sát tỷ tỷ đang rất bận, đừng quấy rầy chúng tôi hôn nhau. Bốp, Hạ Thiên cứ như vậy mà cúp điện thoại. Lãnh Băng Băng chợt sinh ra xúc động muốn ói máu, lưu manh này nói gì vậy? Có người hồ đồ như hắn sao? Điện thoại thật sự không tiếp tục vang lên, mà Hạ Thiên lại cúi đầu muốn hôn Lãnh Băng Băng, lúc này nàng tránh qua rồi tức giận nói. Cậu đừng làm loạn, tôi còn có chuyện chính. Cảnh sát tỷ tỷ, chuyện chính sự của chị chính là ở cùng chồng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt, nàng tức giận nói. Cậu tiếp tục làm loạn thì tôi sẽ giận. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, hắn căn bản không làm loạn, nhưng xem ra cảnh sát tỷ tỷ thật sự sẽ tức giận, vì vậy hắn đành phải nghe lời một lần, hắn không hy vọng nàng sẽ giận. Trước tiên tôi điện thoại cái đã. Lãnh Băng Băng cũng không tức giận, nhưng nàng biết chỉ như vậy Hạ Thiên mới nghe lời. Nàng vùng khỏi lòng Hạ Thiên, sau đó nàng nhìn vào điện báo. Vẻ mặt có chút bất an. Là cục trưởng Hào điện thoại đến, tôi thấy có hơn phân nửa là vì vấn đề cậu đến trại tạm giam đưa Sở Giao ra ngoài. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, sau đó nàng nhấc điện thoại rồi bấm số. Chào anh, cục trưởng Hào, tôi là Lãnh Băng Băng, vừa rồi anh điện thoại cho tôi sao? Lãnh Băng Băng khách khí nói. Tiểu Lãnh, làm phiền cô nói với Hạ Thiên, thật xin lỗi, sau này tôi có thể làm việc cho các người hay không? Âm thanh của Hào Đồ ở bên kia có chút trầm trọng. Chương 879, chị tìm đến phiền toái cho tôi sẽ hôn chị. Cục trưởng Hào, ý của anh là... Lãnh Băng Băng chẳng hiểu Hào Đồ đang nói gì. Tôi đã có công văn từ chức cục trưởng cục công an tỉnh Bình Hải, tương lai về đâu công tác còn phải chờ thượng cấp quyết định, nhưng sau này chắc chắn không còn được ở lại Bình Hải. Trong giọng nói của Hào Đồ có chút thất lạc. Mấy tháng qua cô và Hạ Thiên đã giúp tôi rất nhiều. Tuy các người không cần tôi làm gì nhưng thật sự tôi cũng rất muốn giúp vài chuyện. Nhưng bây giờ xem ra tôi không còn cơ hội đó nữa,
tôi chỉ có thể nói cảm tạ mọi người, thật sự cảm tạ. Cục trưởng Hào, anh cứ nói quá, chúng tôi cũng không giúp anh điều gì, ngược lại thì anh luôn quan tâm đến chúng tôi. Lãnh Băng Băng chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng khách khí nói vài câu, cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Cục trưởng Hào, sao anh lại từ chức? Không phải vì sự kiện Hạ Thiên cướp Sở Giao ra khỏi trại tạm giam thành phố Giang Hải đấy chứ? Tiểu Lãnh, tôi cũng không gạt cô, quả thật cũng có chút quan hệ với vấn đề này, cô cũng biết rồi đấy, vụ án Sở Giao được khắp nơi đưa tin, dư luận chú ý cao độ, có thể nói là đứng trên đầu sóng ngọn gió. Lãnh đạo tỉnh và đặc biệt là Chủ tịch Tống rất quan tâm đến sự kiện lần này, nhưng điều này còn chưa phải là mấu chốt, quan trọng là trong Cục Công an tỉnh và Bộ Công an có rất nhiều người có ý kiến về vị trí của tôi hiện tại. Hào Đồ khẽ thở dài một hơi. Bọn họ đều muốn điều tôi đi nơi khác, nhưng trước đó vì vụ án của Thái Bằng Trình nên bọn họ chưa hành động, bây giờ án Thái Bằng Trình căn bản đã kết thúc, dù tôi không chủ động từ chức thì bọn họ cũng sẽ điều tôi đi. Vì sự kiện vừa phát sinh mà tôi dứt khoát nắm cơ hội từ chức, như vậy sẽ không làm khó cấp trên. Hào Đồ dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Tiểu Lãnh, cô chuyển cáo cho Hạ Thiên, gần đây danh tiếng của cậu ấy trong tỉnh không được đúng cho lắm. Vì vậy cậu ấy nên chú ý, không cần phải rơi vào bẫy dập của người khác. Tôi biết rồi, cảm ơn Cục trưởng Hào. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu, thật ra nàng đã sớm chú ý đến vấn đề này, trước đó có nhiều người muốn điều nàng về Cục Công an thành phố, nhưng đến bây giờ nàng vẫn dẫm chân tại chỗ, nguyên nhân rất đơn giản, có người trên tỉnh âm thầm cản trở. Vậy thì được, nếu nói như vậy thì tôi cũng không muốn quấy rầy các người. Hào Đồ cười ha hả. Tôi phải cúp điện thoại. Nếu không Hạ Thiên sẽ tức giận. Lãnh Băng Băng quay đầu nhìn Hạ Thiên, cũng đúng là, người này thật sự có chút bất mãn. Hào Đồ bên kia cúp điện thoại, Hạ Thiên nói thầm một câu. Lão già Hào Đồ này còn khá tốt, nếu không tắt điện thoại thì tôi sẽ cho ăn đòn. Nhìn cậu làm việc tốt gì kìa, bây giờ thì Cục trưởng Hào đã phải từ chức. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói. Cậu chờ xem. Tôi thấy dù Cục trưởng Cục Công an tỉnh là ai thì sẽ không dễ nói chuyện như Cục trưởng Hào, cậu chuẩn bị chờ đến lúc bị cảnh sát đến làm phiền đi. Ai đến làm phiền tôi sẽ cho ăn đòn. Hạ Thiên không quan tâm. Tôi đến làm phiền cậu thì sao? Lãnh Băng Băng tức giận trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu đừng quên tôi cũng là cảnh sát, bây giờ tôi phụ trách vụ án Sở Giao, theo lý thì tôi phải bắt cậu lại. Nếu chị đến gây phiền toái cho tôi sẽ hôn chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng đỏ bừng mặt, người này quả nhiên là lưu manh, nói với hắn cũng như không. Lần trước Mị Nhi đã cho cậu một tờ giấy chứng nhận, vì vậy mà tên Cao Bằng phải cho cậu đi qua, hơn nữa nàng còn nói cậu là thủ trưởng, có phải vậy không? Lãnh Băng Băng di chuyển chủ đề. Đúng vậy, vợ Mị Nhi là thuộc hạ của tôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, đáng tiếc là cấp dưới không nghe lời, luôn lén chạy trốn. Cậu ở ngành gì? Lãnh Băng Băng hỏi. Mị Nhi có quyền cưỡng chế mang Thái Bằng Trình đi, vậy cậu cũng có quyền đưa Sở Giao đi chứ? À, chúng tôi gọi là ám tổ, tôi là tổ trưởng, nhưng tôi thật sự không muốn làm, vợ Mị Nhi và vợ Mộc Hàm đều muốn tôi làm. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn lấy ra một tờ giấy chứng nhận. Cảnh sát tỷ tỷ, chị xem, đây là vật căn cứ chính xác. Lãnh Băng Băng tiếp nhận tờ giấy chứng nhận, nàng nhìn qua, vẻ mặt biến đổi vài lượt. Đây là lần đầu tiên nàng được thấy một tờ giấy chứng nhận thế này, nhưng nếu phân biệt về mặt quyền hạn thì nàng hiểu, vì vậy biết dù Hạ Thiên là tổ trưởng ám tổ và không có mối liên hệ gì với cảnh sát, nhưng quyền hạn của ám tổ lại cao hơn, người ám tổ muốn mang một kẻ nào đó trong tay cảnh sát đi ra, cảnh sát không biết phải làm gì. Trả lại cho cậu. Lãnh Băng Băng trả lại giấy chứng nhận cho Hạ Thiên. Nếu tuyến trên có điều tra tôi sẽ nói chuyện này người ám tổ đến mang Sở Giao đi, như vậy sẽ ít phiền phức hơn. À, vợ tóc vàng cũng muốn tôi nói như vậy, nếu dùng danh nghĩa ám tổ đưa vợ Giao ra sẽ ít phiền toái hơn. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Hạ Thiên không nói thì chẳng sao, hắn nói ra thì chính thức chọc giận Lãnh Băng Băng, nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. Nếu Mộc Hàm đã nói như vậy thì sao cậu không làm theo? Cậu không muốn tôi báo cáo công tác sao? Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tôi đã nói rồi, tôi muốn để cho đám khốn kiếp kia biết tôi đã về, tôi cũng muốn người khác biết rõ. Đừng hòng giam giữ vợ tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hừ, cậu đúng là điên khùng, cũng đừng giải thích nữa, cậu thích chuyện bé xé ra to, rõ ràng có thể sử dụng biện pháp tốt đẹp để giải quyết sự việc nhưng lại thích dùng bạo lực, đúng là kẻ điên dùng bạo lực,
Lãnh Băng Băng tức giận nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, quả nhiên chị rất hiểu tôi. Hạ Thiên cười hì hì. Thấy chị quá hiểu tôi, bây giờ tôi quyết định ban thưởng. Tôi không cần phần thưởng của cậu. Ừ. Lãnh Băng Băng vội vàng từ chối, nàng biết người này nói ban thưởng thường chẳng có gì tốt. Đáng tiếc là nàng nói hơi chậm, tất nhiên dù nàng không chậm thì cũng sẽ chẳng làm gì được, lưu manh này luôn cưỡng chế, vì vậy nàng lại bị hắn hôn lên môi. Lãnh Băng Băng tức giận mà cắn Hạ Thiên, lần này nàng không phối hợp với hắn, miễn cho đối phương được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, cắn chồng cũng không tốt. Hạ Thiên buông lỏng miệng, sau đó hắn dùng ánh mắt buồn bực nhìn Lãnh Băng Băng, sao cảnh sát tỉ tỉ lại cắn người rồi. Cậu còn tiếp tục làm loạn thì tôi sẽ cắn. Lãnh Băng Băng khẽ hừ một tiếng, nàng cảm thấy không nên quá tốt với tên trời ơi này, nếu không sẽ cực kỳ quá phận. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào cặp mông đầy đặn và ngạo nghễ của Lãnh Băng Băng, hắn bắt đầu có suy nghĩ nên đánh mông của nàng hay không. Tuy hắn không nỡ đánh nàng, nhưng bây giờ nàng thích cắn người, hắn phải dạy bảo nàng một chút mới được. Cậu đang có ý nghĩ xấu xa gì vậy? Lãnh Băng Băng bị Hạ Thiên nhìn mất tự nhiên, vì vậy mà gương mặt đỏ ửng, nàng tức giận nói. Chương 880, tôi đánh mông chị có giận không? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi đánh mông chị có tức giận không? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi. Cậu, Lãnh Băng Băng tức đến mức gương mặt đỏ bừng. Cậu dám đánh mông tôi sẽ không để ý đến cậu. Tôi có thể đánh nhẹ, không đau. Hạ Thiên ra vẻ rất chuyên chú. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, nàng dứt khoát không trả lời người này. Đúng là chưa từng thấy qua cực phẩm lưu manh, muốn đánh mông nàng mà còn thương lượng, nàng sao có thể đồng ý. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng một lúc lâu, sau đó hắn có ý kiến mới, hay là đợi đến tối rồi đánh mông của vợ cảnh sát tỉ tỉ. Không cho phép cậu nhìn tôi như vậy. Lãnh Băng Băng có chút xấu hổ, lưu manh chết tiệt này cũng chưa phải không được nhìn nàng, cần gì phải dùng ánh mắt xuyên thấu như vậy. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị đừng nhỏ mọn như vậy, chị là vợ tôi. Đáng lý phải phô bày ra cho tôi xem mới đúng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng quyết định không tiếp tục cùng tranh luận với hắn, nàng di chuyển chủ đề. Sở Giao đã nói với cậu về vấn đề kia chưa? À, còn chưa có. Hạ Thiên lắc đầu. Tôi vừa cứu cô ấy ra thì trực tiếp tìm đến cảnh sát tỉ tỉ. Tôi đã hỏi qua Sở Giao, cô ấy cho rằng tên cảnh sát kia muốn giết chết nàng, còn nói tên kia chuẩn bị bóp cò. Dưới tình thế cấp bách nàng mới vung phi đao giết chết đối phương. Lãnh Băng Băng khẽ cau mày. Nhưng bây giờ căn bản không có chứng cứ, tên cảnh sát kia đã chết, chết chẳng còn gì để đối chứng, vì vậy sự việc rất phiền toái. Cậu tốt nhất nên nói cho cô ấy và mọi người biết một tiếng, sau này nếu gặp sự việc tương tự thì nên để lại người sống, ví dụ như tên cảnh sát kia, nếu Sở Giao nói thật, như vậy có người sai hắn giết Sở Giao, nếu Sở Giao không giết chết hắn. Chúng ta có thể tìm được vài tin tức có ích trong miệng hắn, cũng không giống như bây giờ, chẳng điều tra được gì. À, tôi biết rồi, nếu còn gặp những chuyện như vậy thì tôi sẽ cố gắng để bọn họ bắt sống đối phương. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu bắt sống được một tên thì sẽ hỏi ra được nhiều chuyện, đến lúc đó nói không chừng sẽ tìm được tên ngốc kia. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện người gọi đến là Vương Tiểu Nha, vì vậy mà lập tức nhận điện thoại. Hạ Thiên ca ca, em nghe nói anh đã về thành phố Giang Hải, có phải vậy không? Giọng điệu của Vương Tiểu Nha ở đầu dây bên kia có chút cổ quái, tuy rất trong trẻo nhưng không còn nôn nóng vội vàng như xưa. Đúng vậy, anh vừa quay về. Hạ Thiên tất nhiên không che giấu, thật ra hắn cũng muốn nhanh chóng đến xem Vương Tiểu Nha, nhưng hắn muốn gặp Lãnh Băng Băng, vì vậy mới đến đây. Hạ Thiên ca ca, y thuật của anh rất lợi hại phải không? Vương Tiểu Nha lại hỏi. Đúng vậy, anh là thần y đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên dùng giọng không chút khiêm tốn để trả lời. Vậy cậu có thể cứu tỉnh chú Bàng không? Trong giọng nói của Vương Tiểu Nha có chút hương vị năn nỉ. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Em nói chú Bàng là ai? Chính là Bàng Đại Binh. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh đón lời. Đó là một trong hai vệ sĩ của Vương Tiểu Nha, lúc đó đã nhào đến đè cô bé xuống đất, vì vậy mà cứu cô bé một mạng. Nhưng bây giờ anh ta còn đang hôn mê chưa tỉnh lại trong bệnh viện, nghe nói nửa đời sau sẽ sống thực vật. Hạ Thiên ca ca, chú Bàng là vệ sĩ của em, chú ấy đã cứu em, nhưng bác sĩ nói có lẽ chú ấy sẽ chẳng thể tỉnh lại. Vương Tiểu Nha ở bên kia tiếp tục nói,
giọng điệu có chút thương tâm. Em vừa đến bệnh viện thăm chú ấy, đến bây giờ chú ấy vẫn chưa tỉnh lại. Đừng lo, anh sẽ đến ngay, chỉ cần hắn còn chưa chết, anh có thể cứu sống hắn. Hạ Thiên an ủi Vương Tiểu Nha trong điện thoại một câu, sau đó hắn lại hỏi. Tiểu Nha, em đang ở bệnh viện nào? Là bệnh viện phụ nhất của Đại học Giang Hải, Hạ Thiên ca ca có thể đến sao? Nếu anh đến thì em chờ anh trước cổng. Vương Tiểu Nha nói. Được rồi, anh sẽ đến ngay. Hạ Thiên có chút suy tư, hắn quyết định đi cứu giúp, hắn không biết Bàng Đại Binh, nhưng người này đã cứu bạn gái nhỏ của hắn, vì vậy hắn thấy mình nên cứu tỉnh đối phương. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi quay đầu nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi muốn đi. Đi đi. Lãnh Băng Băng không đợi Hạ Thiên nói xong, nàng dùng giọng dịu dàng nói. Đi chữa cho Bàng Đại Binh, còn nữa, nhớ an ủi Vương Tiểu Nha, cô bé bị dọa không nhẹ. Hạ Thiên gật đầu, hắn ôm Lãnh Băng Băng rồi hôn một cái, sau đó hắn xoay người bỏ đi. Khi Hạ Thiên đến cổng bệnh viện phụ nhất thì thấy Vương Tiểu Nha đang đứng nơi đó, hơn một tháng không gặp mà nàng có vẻ tiều tụy hơn, bên cạnh nàng bây giờ có bốn vệ sĩ, bọn họ vây nàng vào giữa. Hạ Tiên sinh, đám vệ sĩ thấy Hạ Thiên thì cùng nhau lên tiếng chào hỏi, sau đó vô thức tản ra hai bên, rõ ràng cố ý lưu lại không gian cho Vương Tiểu Nha và Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, Vương Tiểu Nha dịu dàng hô một câu, sau đó nàng nhào đến. Xem ra vụ nổ nửa tháng trước đã gây ra ảnh hưởng rất lớn với nàng. Hạ Thiên bế Vương Tiểu Nha lên, sau đó hắn buông xuống rồi dùng giọng không vui nói. Tiểu Nha, sao em lại gầy đi? Hạ Thiên ca ca, gần đây em ăn uống không ngon, buổi tối thường gặp ác mộng. Vương Tiểu Nha không tự giác được phải ngáp một cái. Tối qua em lại gặp ác mộng, em mơ mình bị đánh bom chết. Đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng tìm được tên ngốc kia, sẽ xử lý bọn họ. Hạ Thiên an ủi Vương Tiểu Nha một câu. Trước tiên em đưa anh đến tìm Bàng Đại Binh, anh sẽ chữa tốt cho anh ta. À, được. Vương Tiểu Nha vội vàng gật đầu, sau đó nàng kéo Hạ Thiên đi vào trong bệnh viện. Vương Tiểu Nha kéo Hạ Thiên vào một phòng bệnh, bên trong có một người đàn ông đang nằm trên một chiếc giường duy nhất. Người đàn ông này hơn 30, vẻ mặt yếu ớt, trên miệng có chụp ống thở, nằm trên giường không nhúc nhích. Bên giường có một thiếu phụ hơn 30, vẻ mặt đoan chính nhưng rất đau khổ. Chào dì Ngô. Vương Tiểu Nha bắt chuyện với thiếu phụ kia, sau đó khẽ giới thiệu. Hạ Thiên ca ca, đây là vợ của chú Bàng, là dì Ngô Hiểu Phương. Chào Vương Tiểu Thư. Ngô Hiểu Phương miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Dì Ngô, đây là Hạ Thiên ca ca cháu đã nói với dì, y thuật của anh ấy rất lợi hại, nhất định sẽ cứu được chú Bàng. Vương Tiểu Nha mở miệng nói. Cảm ơn Vương Tiểu Thư đã hao tâm tổn trí. Ngô Hiểu Phương không quá mức vui mừng. Rõ ràng nàng cũng không tin Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại, nhưng nàng cũng không ngăn cản, bây giờ cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 880.